cho anh nắm tay em nha. Sau câu nói đó là tụi em quen nhau. Vợ đưa luôn cho anh nắm tay không? Dạ. Em bị bỏ bùa rồi. Em bị bỏ bùa rồi. Bị đăng đạn nó bỏ bùa rồi. Thiệt đúng á. Đáng lý ra bữa đó mà em đề nghị thêm nữa là được luôn đó. Có không? Em chỉ nhớ là nó rất là từ từ. Nó không có vô cùng một lúc mà nó cứ là nhiều lần như vậy. Rồi cái em mới hỏi là anh ơi anh có cưới em đúng không? Cái xong rồi cái anh cũng trả lời như bao đứa con trai khác là tất nhiên rồi à em, nhưng mà chắc chắn là anh không nghĩ vậy. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, anh chào chị Hồng Vân, anh chào mọi người. Khoan từ từ để anh hỏi nghe. Năm nay em 18 tuổi chưa? Dạ hơn. Vì em năm nay 20 chưa, cười hoài vậy? Dạ rồi. Mời em giới thiệu về mình. Em tên đầy đủ là Trần Đăng Đạt. Hay quá. Dạ, ba em là Đắc Thắng, mẹ em trai em là Huy Hoàng. Nhà em trời ơi. Đắc Thắng. Ờ, em Đăng có suy nghĩ ra cái tên cho con em chưa? Tiến lên. Thắng lợi. Dạ, tuổi em thì năm nay em 29. Trời đất ơi. 29 rồi đó hả? Dạ, dạ gần là ông chú 30 tuổi rồi đó. Ôi sao em trẻ dữ vậy? Dạ chắc tại em hay cười á chị. Vậy hả? Ôi. Dạ. Trẻ hơn mình luôn. Em làm nghề gì? Em hiện đang làm bên phòng brand marketing, là quản lý nhãn hàng á. Thế còn em? Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân, em chào mọi người. Em tên là Bùi Thị Minh Thu, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh tại nhà. Trời ơi, hai đứa giống như nít mà lấy nhau vậy. Có ai nói các em trẻ không? Trẻ hơn so với tuổi không? Chỉ có người ta nói chồng em mà, chứ em là như má ảnh vậy đó. Đấy. Má đồng má. Cái cơ duyên nào mà hai em gặp nhau? Hồi đó là em mới tốt nghiệp xong, mới tốt nghiệp cấp 3. Nhỏ bạn thân nhất của em á, tự nhiên nó tham gia đa cấp. Em biết nó là xấu rồi, vô đó là lừa đảo không à. Mà em khuyên nó không chịu. Tức là những người ở trong đó là mình khuyên cỡ nào người ta cũng không chịu, giống như là bị bỏ bùa vậy đó. Đầu là em thân chinh em đi vô đó luôn. Cái vô đó gặp cấp trên của nó là anh này nè. Cái ngồi nói chuyện một hồi, cái tự nhiên cái không biết là có phải là không gian hay là có phải là do nó đông người hay là như yếu tố gì đó, nhưng mà ngồi nói chuyện sao thấy anh này nói chuyện cũng hay ghê, cũng thấy giống giống mình. Cái anh mới nói là bây giờ á em nghĩ đi, em không tham gia á là em sẽ không được nói chuyện với anh nữa. Trời ơi, đấy em cũng xinh xắn lắm. Em nghĩ là ông nghĩ ông là ai mà ông nói vậy. Vậy mà em cũng tham gia luôn, em không hiểu ông nghĩ gì luôn. Trời ơi, điểm bỏ bùa đó. Rồi sau đó như thế nào? Tình cảm của các bạn tiến triển tới đâu? Lúc mà vợ em á tham gia vô thì cũng giống như là những cái người tiếng dưới khác. Gặp rồi cũng nói chuyện để định hướng. Tự nhiên là không biết sao cái em muốn hẹn đi chơi. Nhưng mà nếu mà rượu thì chắc chắn là không đi rồi. Cái em mới nói là bây giờ thôi, ngủ sớm là một thói quen rất là tốt. Mình làm sao để mình ngủ sớm và dậy sớm. Người nào mà dậy sớm 3 lần dậy sau á thì người đó sẽ thua. Và phải mời người kia đi chơi. Lúc đó tụi em xét là đi Vũng Tàu trong ngày về thôi, chứ cũng lúc đó cũng không ở lại. Dạ không có ở lại, cũng còn hiền lắm. Sau một thời gian thì đâu đó chừng 2 tuần thôi là em thua. Em thua thì em cũng phải đi Vũng Tàu. Dạ đúng rồi. Bạn này thắng thì cũng phải đi Vũng Tàu. Trời em khờ lắm. Trời ơi. Khờ quá, em chơi trò chơi bị lừa một cách nhẹ nhàng và say đắm vậy đó. Dạ. Cuối cùng là có đi không? Dạ có. Thì đi chứ, ta thua cách đó phải đi chứ. Rồi đi ra ngoài đó rồi buổi trưa làm gì không? Dạ không. Tụi em lúc đó tụi em ra biển trưa. Tụi em ra biển rồi. Cái thời điểm mà em quay qua em nói với lại vợ em á là cho anh nắm tay em nha. Sau câu nói đó là tụi em quen nhau. Vợ đưa luôn cho anh nắm tay không? Dạ. Em bị bỏ bùa rồi. Bị đăng đạn nó bỏ bùa rồi. Thiệt đúng á. Đáng lý ra bữa đó mà em đề nghị thêm nữa là được luôn đó. Có không? Không. À, tới đó rồi đúng không? Mà lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ em 18. Lúc đó em 21. Dạ. Mà đi xe máy ra Vũng Tàu hay là? Dạ đúng rồi. Rồi trên đường về chắc lẽ là ôm eo hết đã lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó rồi có chơi những trò chơi nào vui hơn không? Là tức là từ lúc mà em biết ảnh cho lúc mà quen nhau là chỉ có một tháng thôi. Là hồi đó em nổi tiếng là em khó lắm.
Mà nhìn anh này hồi đó là chị nhìn là như một cái cây treo đồ luôn. Kiểu như là ông ốm quá không? Mà em rồi. Cứ mê mẩn vậy đó. Ừ. Dạ đúng rồi. Tụi em quen nhau mấy năm thì mới đám cưới? Dạ 7 năm. 7 năm. Trong 7 năm đó các em có đi quá giới hạn không? Dạ, nói con này ra xin lỗi mẹ chứ. Là con khó. Cái lần đó có chơi trò chơi gì không? Dạ thì chơi hai người. Em chỉ nhớ là nó rất là từ từ. Nó không có vô cùng một lúc mà nó cứ là nhiều lần như vậy. Và đến cứ một ngày quyết định đó là bắt đầu là đó đó. Rồi cái em mới hỏi là anh ơi anh có cưới em đúng không? Cái xong rồi cái anh cũng trả lời như bao đứa con trai khác là tất nhiên rồi à em, nhưng mà chắc chắn là anh không nghĩ vậy. Thì em nghĩ là vậy đó. Trong 7 năm đó có lúc nào em cảm thấy là em mất niềm tin vào cái chuyện là anh sẽ cưới mình không? Mà chị nghĩ là giống như là chắc ảnh chỉ yêu đương mình vớ vẩn thôi, xong lại chia tay. Dạ không. Mà niềm tin mãnh liệt là cỡ nào là anh cũng sẽ là người chồng của mình. Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao mà 7 năm sau mới cưới? Cái thời điểm em quen vợ em xong á là em chứ lúc đó em đang nghỉ học. Phải kể từ đầu. Okay. Tức là ảnh tham gia đa cấp, là lúc đó ảnh học năm nhất trường đại học ngân hàng. Ảnh tham gia xong ảnh bỏ học luôn. 3 năm sau lúc quen em á, đó ảnh mới bắt đầu thi lại đại học. Em học năm 2 thì ảnh học năm nhất. Vậy nên là phải chờ ảnh học xong rồi ra đi làm rồi hai đứa mới cưới nhau được. Nhau. Coi như bây giờ đám cưới được mấy năm? 8 tháng là từ ngày mà đám cưới, còn 10 tháng là từ ngày đăng ký kết hôn. Trời đất ơi, còn son ơi là son. Vậy thì tật xấu chắc phải lòi ra từ lúc yêu nhau chứ hả? Chứ đâu cần phải lấy nhau về mới lòi. Dạ, tật đúng xấu rồi. Đâu em kể những tật xấu điển hình của anh chồng của em cho anh biết. Lúc trước á thì em không biết anh hay quên vậy. Lúc mà cưới về rồi á, biết anh rất là hay quên. Như là ảnh có một cái chế độ trong đầu, cũng như reset 5 giây, reset lại từ đầu luôn á, không nhớ gì luôn. Như là vừa mới vô nhà, vừa mới đặt cái xe xuống là em nói anh ơi ra lấy cái chai tưới cây giùm em là ngay đó luôn, nước ngay đó luôn. Cái mi lên nhà cái chạy xuống cái xong rồi cái tụi em đi ăn xong ủa anh nãy anh tưới cây chưa, anh quên mất tiêu rồi. Ủa xong rồi nhờ nhiều chuyện lắm, như là anh ơi nhớ bỏ đồ vô máy giặt giùm em nha. Cái luôn cái xong rồi có lúc em quay lại ủa anh giặt đồ chưa, anh quên rồi. Vậy đó. Quên. Có phải bị đạn trí không? Thật ra cũng phải, tại vì em hơi tham công tiếc việc á, nên là trong đầu em nhiều khi nó cứ nhiều thứ quá, suy nghĩ công việc nhiều quá. Thì hầu như là những cái gì mà em cần nhớ thì em hay có cái app em nốt lên lại. Rồi mỗi lần làm em mở ra em ngồi em coi cái gì chưa làm, cái gì cần làm. Thì những cái nhiều khi việc nhà mình không có ghi lại á anh, sau đó cái mình quên đi. Dạ. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Hay cằn nhằn. Nhờ á thì sẽ làm, nhưng mà trước đó phải cằn nhằn câu như là thôi bận quá không làm được đâu. Lần vừa cằn nhằn vừa làm. Có một cái tật này không phải là không biết là tật xấu hay không, là tính ảnh rất là vô tư. Là vô tư đến nỗi mà nhiều khi mình thấy nó vô tâm luôn á. Nên là lúc mà trước khi cưới là em cũng phải làm tư tưởng cho em trước là cưới ảnh về thì mình chấp nhận là mình sẽ là người lo lắng nhiều hơn cho ảnh. Rồi bây giờ tới đăng đàn. Tật xấu á thì chỉ có thể tổng hợp lại là hơi điên thôi. Điên. Có một lần em lỡ lớn tiếng. Rồi vợ em giận. Em nói vậy giờ làm sao cho em hết giận. Cái em nói vợ ăn 10 cục cứt ngủ ra em đi. Em có ăn không? Em phải ăn một cục. Em đợi lên 9 cục. Em mới chịu hết giận. À, từ bữa giờ ổng có phải biết ăn hoài không? Thôi em lâu lâu em cũng vậy sao anh à, ăn không? Tật xấu gì nữa? Thật ra thì em cảm thấy em rất may mắn. Gần như là tại vì tính em nó hơi gọi vô tư đi cho nó tích cực. Cho nên là hầu như em không có để ý mọi chuyện xung quanh á. Thì những cái mà em không để ý vợ em đều rất là chu toàn. Cần anh ấy phải thay đổi thì em mong muốn anh thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh chú ý sức khỏe nhiều hơn. Tại vì ảnh lúc nào cũng làm việc hết á, là đi làm rồi về nhà cũng vẫn phải cầm máy làm việc, ăn cơm cũng cầm máy làm việc. Còn em đăng đàn, em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em thấy vợ em cũng vậy, làm việc suốt và cũng không có để ý tới cái sức khỏe của mình. Nhiều lúc em cũng hay nói là tại sao mình không xếp thời gian để buổi sáng mình ăn sáng đúng giờ, rồi buổi trưa mình ăn trưa đúng giờ, rồi mình dành thời gian mình đi tập thể dục thể thao, mà cứ kiểu như bị quấn vô á, là khách hỏi là cứ trả lời, khách hỏi rồi trả lời, không có sắp xếp những cái đó. Nên là vợ em bị đau bao tử nữa, quá giờ ăn cái mà bị đau á là mình cũng sót lắm. Nghe tụi em chia sẻ thì anh có cảm giác là
Vợ chồng em mỗi khi về nhà là mỗi người một cái máy đúng không? Dạ, nhưng mà mỗi ngày sẽ có một khoảng thời gian đó là trước khi đi ngủ. Là hai đứa nằm bên giường là lúc nào cũng vậy, hai đứa phải nói chuyện cho đến lúc mà nó buồn ngủ rồi thôi mới đi ngủ. Thì thực ra đối với tụi em thì làm như là ông trời ông sanh ra tụi em để mà đến với nhau hay sao, giống như nửa này nửa nọ gặp nhau á. Yeah. Đúng không? Chứ dạ đúng yêu, rồi chị. Đúng không nè? Em thấy là như là chồng em với em là hai cái mảnh ghép nó. Đúng rồi, là hai cái mảnh ghép mà một nửa đi tìm nhau và đúng khớp. À, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều nha. Nhưng mà chị hỏi nè, rồi bên nhà em có biết là cái chuyện cả năm sau rồi mới có cái đêm tân hôn không? Dạ có. Em về em có tâm sự với mẹ và chị gái. Thì chị hai của em á thì nói mày về mày coi chừng bằng á, coi chừng nó bị chút sinh lý. À, nó mới đây thôi đó hả? Dạ. Là em phát hiện ra là ảnh không có yếu. Dạ em chào anh chị và chào mọi người. Chào tụi em. Hai em giới thiệu về mình. Dạ em là Nguyễn Thị Luyện, năm nay em 25 tuổi, em làm bên bộ phận xuất nhập khẩu. Thế còn em? Dạ em tên Võ Văn Bằng, năm nay em 26 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ thuật viên môi trường. Hiện tại em đang công tác và sống ở Tây Ninh. Tụi em là ở trên Tây Ninh xuống à? Dạ. Ồ, đi bằng gì xuống? Dạ xe máy. Ồ, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình và Trọng Sơn cảm ơn hai bạn rất nhiều. Luyện và Bằng, hai vợ chồng trước đây là gặp nhau lần đầu tiên như thế nào và ai là người ấn tượng ngay trước tiên? Tụi em gặp là biết nhau á, gọi là biết nhau á thì là còn hồi học phổ thông. Trong một dịp tình cờ thôi thì một người bạn của ảnh, đồng thời cũng là bạn cũ của em, thì cho em có gian từ trên Tây Ninh xuống thành phố học á. Trên đường đi thì tính ghé vào một quán nước uống nghỉ ngơi thôi. Người bạn đó mới nói là có một người bạn của mình đây thì rủ ảnh ra uống nước chung cho vui. Người bạn đó là ông xã em bây giờ. Ảnh lúc đó là mới đi tập thể hình về. Cái ấn tượng đầu tiên là khác hẳn với hồi mà học phổ thông trển. Thì hồi học phổ thông thì ảnh nhỏ con như chưa dậy thì á, mà ngay mặt lại có một ruồi to đùng là em ghét rồi. Mà hồi đó là quậy phá học dở lắm, là em không có thích cái tiếp người học dở. Rồi bây giờ gặp lại thì thấy một ruồi biến mất. Dạ đúng rồi, đi mới đi tập thể hình về thì cũng có cơ bắp, mặc áo ba lỗ. Đúng thì giờ em ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên đó. Thì em mới kết rồi thì ngồi nói chuyện chung vui vậy đó. Không biết linh cảm hay sao đó, em không ngồi xe của các bạn đó nữa mà tự nhiên nhảy qua xe của ông xã em ngồi luôn. Dạ. Em cua trước hay vợ em cua trước, là cái người nào tỏ tình trước? Em thấy là chị này có cái giống như là ý định cũng muốn qua chợ, mình chở thì mình đã hiểu được vấn đề rồi. Dạ, hiện tại với đó là em cũng đang quen một người. Em cảm nhận cái người trước của em á, người yêu đó làm cái người thương em rất là thật lòng. Nhưng mà cái cảm giác của em á là giống như mình không có mang được cái hạnh phúc cho họ về tiến xa hơn nữa. Thì em quyết định là lúc đó thì hai người cũng có đang mâu thuẫn, thì em thấy là nên chấm dứt. Em cũng đã chia tay với người trước. Dạ cũng tình cờ lúc đó thì cô này xuất hiện. Thế là hai bạn đến với nhau. Nói chung là đến với yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới. Dạ khoảng 4 năm. 4 năm. 4 năm rồi làm đám cưới. Dạ. Vậy đó. Rồi trong 4 năm đó thì các bạn có ăn cơm trước kẻ không? Hả? Dạ thì quan điểm của em là giữ gìn đến giờ phút thiêng liêng nhất. Tới cái đêm động phòng đúng không? Dạ. Nhưng mà đêm động phòng có trơn tru trắc trở hay là có như thế nào không? Đêm động phòng là chắc là nó thú vị lắm phải không? Hôm đó bà xã em là bị đèn đỏ. Coi như nghỉ phé. Tân hôn rồi. Nghỉ phé. Nhiều cặp bị lắm, nhiều cặp rơi vào cái tình trạng này lắm. Như vậy là chắc chắn là tuần sau mới vui. Có khi tuần sau mới vui. Tuần sau mới vui đúng không? Dạ năm sau mới vui. Trời ơi. Là sao tụi em làm thì chị cũng không được đỏ mặt hay chưa? Không được đỏ mặt. Mình đã lên tới đây rồi là cái gì đó mình khui hết rồi mình nói chuyện luôn. Liên kể gì nghe coi. Ảnh thì làm xa nhà nên là một tuần gặp nhau có lần mà đa phần là ảnh về mà hết trơn. Dạ. Với lại là một lý do nữa là điều kiện kinh tế cũng không có ổn định.
Nên là chưa có nghĩ tới cái chuyện đó. Tại vì em thấy nhiều người cũng bị vỡ kế hoạch á, nên em sợ và mong muốn là mình sẽ chuẩn bị cho cái đêm đó thì là hoàn hảo. Coi như là chỉ sợ vỡ kế hoạch thôi đó. Mà nhịn, nhịn. Có nhiều điều khác mà em. Cái này, cái phần này thì để cho. Thì giống như là mình mới lập gia đình, giống một con mèo vậy á. Mà mình đang đói, mình đang mèo đang đói mà cục mỡ treo lên vậy đó. Mình cảm giác nó khó chịu lắm ạ. Khó chịu lắm em. Nhưng mà chị hỏi nè, rồi bên nhà em có biết là cái chuyện cả năm sau mới có cái đêm tân hôn không? Dạ có. Em giờ em có tâm sự với mẹ và chị gái. Mẹ chị gái có nói gì về thì, cái trường hợp này không? Thì chị hai của em á thì nói mày về mày coi chừng bằng á, coi chừng nó bị tiết sinh lý. Bà em lấy nhau bao lâu rồi? Chính thức ngày mai nữa là 1 năm 2 tháng. Rồi sao? Vậy là chị nó mới đây thôi đó hả? Dạ. Là em phát hiện ra là ảnh không có yếu. Nếu mà nói chung cho tới bây giờ là hoàn hảo đúng không? Dạ. Em thì sao? Dạ ok. Rồi ok ok được rồi. Bây giờ về cuộc sống thì sao nè? Coi như lấy nhau xong rồi thì có... Nói thẳng luôn đi. Dạ. Ông nội này không có tật xấu gì không? Dạ trời ơi, ảnh lười biếng kinh khủng luôn. Lười biếng là còn gì nữa nè? Vợ chồng nhưng mà ảnh không khi nào xưng hô anh em với em hết á. Ủa xưng mặn gì? Xưng ta. Giống như là ảnh ở trên còn em là thường dân như vậy. Chứ cái điều này thật ra huệ ở thôi. Anh không thích. Dạ hai chồng mong muốn thay đổi gì ở nhau nè? Thôi giờ cho bằng trước đó. Bớt cái hàm ràm xíu. Nói gì nữa? Đi đâu đó thì đồng ý cho em đi một cách vui vẻ. Thì em sẽ đi đúng giờ về. Rồi còn Liễn. Mà tại vì ảnh lười biếng nên em mới ưa nhắc và ưa càm ràm vậy thôi. Ví dụ như ảnh là làm chiều 4:30 là ảnh về rồi. Mà ảnh nằm ảnh xem tivi nằm ình đó. Em về nấu nướng nấu cơm làm gì làm ảnh ngồi ảnh nhìn vậy. Xong rồi em mới nói anh phụ em làm này làm kia. Anh chị biết anh trả lời sao? Anh thề anh sẽ không bao giờ phụ em. Một câu nói nghĩa đen nghĩa bóng gì. Bây giờ là hết cái đại hội vạch mặt rồi nè, giờ muốn đại hội thay đổi nè. Bây giờ mong muốn là bớt lười biếng nè. Dạ. Rồi gì nữa? Rồi đó, đừng có xưng hô. Dạ đúng rồi, cái xưng hô đó là em đặt lên hàng đầu luôn, anh muốn thay đổi đầu muốn tiên. Là được thay đổi bà? Là anh em à. Dạ. Đúng không? Không thì vợ hay là bà xã. Được không? Có khó không? Cái tính của em là không thích ngọt á. Nhưng mà là tình cảm lãng mạn quá, sến quá. Em chỉ cần thay đổi là thay vì như anh là ta em... với lại là gì? Móm. Ta với móm. Thì lại giờ kêu là anh với móm. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Được không? Tại vì vậy nè, nãy giờ chị thấy hai bạn có một cái ha, chị để ý chị thấy là có đôi lúc nói chuyện trong mắt của vợ có những cái mà nước mắt nó muốn trào ra. Chồng cũng vậy. Mà chị không biết lý do sâu xa của cái việc mà trào nước mắt là cái gì. Chị biết là hai em có một cái gì đó mà chưa có nói hẳn ra hết những cái điều mà mình mong mỏi về nhau. Dạ thì trước khi lên chương trình á thì ông xã của em thì có một cái mong muốn rất là lớn là muốn em chia sẻ với chương trình để em và gia đình là mẹ chồng em bớt cái thành kiến, là cái mong muốn lớn nhất của ảnh khi em vợ chồng em tham gia chương trình này. Có nghĩa là bây giờ gia ba mẹ chồng vẫn thành kiến với em hả? Dạ tại vì cưới xong thì về ở chung với ba mẹ khoảng vài tháng thì cũng có một số mâu thuẫn tế nhị trong gia đình. Thì hiện tại là tụi em đã ra ở trọ. Và gia đình thì mong muốn tụi em quay về. Em vẫn chăm sóc và lo cho ba mẹ nhưng mà thực chất là em không thích ở chung. Dạ. Mà cái điều mà ở chung là do là bằng muốn đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ sao ta? Luyện thì lại không muốn về ở chung. Trong khi bằng thì lại muốn về ở chung. Vậy thì tụi em sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Tại vì nhà còn một ông anh nữa, chưa có gia đình, là đang ở chung với ba mẹ. Thì em mới bàn với chồng em là hai đứa mới quyết định ra ở riêng. Thì ba của ảnh bây giờ thì mới nói là thôi nhờ ba cho đất kế bên thì hai đứa cứ cắt cái nhà ở đó, ở gần cha gần mẹ. Thì em cũng khẳng định một câu thì cha mẹ nào cũng là cha mẹ. Em cũng quan tâm chăm sóc ba mẹ bình thường, có ở chung hay ở riêng gì cũng vậy thôi, chứ không phải là em bỏ ở trọ xa hay là đi đâu mà không quan tâm tới ba mẹ. Ý em là như vậy, chứ không phải là tụi em đi luôn. Không, bây giờ ví dụ vậy nè, nếu mà chị hỏi Luyện nè, ví dụ như bây giờ ba mẹ cho cái miếng đất gần bên á, thì trong trường hợp mà tụi em cất cái nhà ở đó, thì chị thấy giải pháp đó được mà đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì bằng có đồng ý với giải pháp đó không? Em thì thấy cái giải pháp nào cũng được, nhưng mà em thấy là
vì em ở cửa giữa, em cứ nghĩ là mình cứ làm cái gì mà mình thấy mình thoải mái, với lại là đừng có ai mà buồn. Chị thấy như vậy nè bằng, nếu trong trường hợp mà cái vấn đề hòa hợp giữa con dâu và mẹ chồng trong thời gian này, thứ nhất là tụi em chưa có em bé đúng không? Dạ. Đó, thì để mà cho cái việc mà tụi em chuẩn bị ra đời một em bé thì tạm thời cái giải pháp là bây giờ tụi em vẫn cứ ở riêng ra, em cứ để cho vợ em chín chắn đã trong cái mối quan hệ vợ chồng trước, gây dựng một cái gia đình nhỏ, biết nắm cái gia đình nhỏ mình trước, tích cóp tiền, nếu cha mẹ cho mình miếng đất mình cố gắng mình cất một cái nhà đơn sơ một mạc thôi, mình ở kế bên ba mẹ, riêng thì vẫn riêng nhưng mà thành ra chung thì vẫn chung, ở sát bên để mình vẫn có thể chăm lo được cha mẹ qua lại. Đó là cái giải pháp tốt nhất. Thì chị cũng nghĩ rằng như vậy nè, nhân cơ hội chương trình này đó thì hai vợ chồng á, nên nhất là em có một cái tâm sự em nói cho ba mẹ hiểu. Dạ thật ra thì cũng thông qua chương trình thì con cũng rất, không phải là con bỏ đi đấy, là con từ bỏ ba mẹ, mà một ngày nào đó khi con đã đủ chín chắn rồi thì con sẽ trở về, có thể là không ở chung một mái nhà nhưng mà con sẽ chăm sóc và phụng dưỡng cho ba mẹ đúng trách nhiệm một người con dâu Úc. Bằng, bằng nói đi, bằng nói với ba mẹ một tiếng đi cho ba mẹ hiểu. Yeah. Con cũng con muốn làm ba mẹ với lại là vợ con, nhưng mà sẽ trở lại như xưa, vui vẻ. Và trong năm nay hoặc là năm sau thì chắc chắn ba mẹ sẽ có tin vui. Con không biết dùng cái lời lẽ nào mà để diễn tả hết được. Thì bổn phận của con là con sẽ hiểu và con sẽ chăm sóc ba mẹ và làm cho gia đình ta ngày càng vui vẻ hơn ạ. Nhân đây thì Vân cũng chỉ mong rằng anh chị hãy hiểu, nếu mà thực sự là thương bé Bằng, tại vì Bằng là Úc, cho nên cái trách nhiệm mà gọi là câu miền Nam mình là Úc nhờ Úc chịu, cho nên là cái áp lực của Bằng rất là lớn. Thì nếu mà anh chị thương Bằng thì anh chị thời điểm này thông cảm cho Bằng, để mà Bằng có thể lo cho cái gia đình nhỏ của Bằng cũng như vợ, hoặc là cái đứa con tương lai sắp chào đời. Và anh chị hiểu rằng là thông qua chương trình và những cái lời tâm sự của các cháu thì anh chị thấy rõ ràng là các cháu rất thương cha mẹ. Chỉ có điều là có thể thế hệ của các cụ cũng như là các cháu có chưa tìm được một cái tiếng nói chung đó, thì xin anh chị thông cảm. Trong thời gian này anh chị cứ để cho các cháu ra ngoài để các cháu tạo dựng một cái gia đình nhỏ các cháu, và các cháu sẽ sống đúng bổn phận của những người con có hiếu. Thì rất mong là anh chị cảm thông. Dạ thì khi ba mẹ xem chương trình này thì ba mẹ sẽ hiểu. Anh nghĩ là hiểu. Và thôi, chỉ khóc hôm nay thôi. Và về, và hai người cứ nhìn nhau mà cười. Hai đứa nắm tay nhau, ôm nhau cái hùng cái trong cái. Rồi. Có tin vui là báo liền nha. Ok, cảm ơn hai em. Dòng họ duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. Cái gu của em là em thích những cái cô gái nào mà cái kiểu tiểu thư, trắng trẻo, sạch sẽ. Không biết thích ghê vậy đó. Nên em nhìn thấy cô này cái là tự nhiên là em giống như tiếng sét ái tình á. Em cái kiểu nào cũng phải cua cho bằng được. Cái kiểu như người Bắc nói là kiểu nào phải chén mới được. Dạ, phải chén. Tại em thấy mà ổng thấy ghét quá, mà ổng cứ đòi đứng, ổng đòi hung em mà trước cửa lớp nữa. Người ta ra vô tùm lum hết trơn. Em nói ông dám không? Ông giáo viên mà ông dám không? Em tưởng không dám, ai về ông làm thiệt ông chạy mất tiêu luôn. Vài giây thôi. Em còn đang đứng ngỡ ngàng không biết chuyện gì luôn mà. Rồi lắng nghe nè. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Chương trình Vợ chồng son hạnh nhận được sự đồng hành từ công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Semester Việt Nam, Sơn Semester sắc màu cuộc sống. Và chân thành cảm ơn thương hiệu gạo hạt Ngọc Trời thuộc tập đoàn Lộc Trời đã đồng hành cùng với chương trình. Gạo hạt Ngọc Trời là gạo an toàn đạt tiêu chuẩn quốc tế,
đem đến bữa cơm thơm ngon cho mọi gia đình. Hạt Ngọc Trời, gạo chuẩn, cơm ngon. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh Hạt Ngọc Trời quê ta. Hát vang lên với ba không, Hạt Ngọc Trời, gạo chuẩn, Hạt Ngọc Trời, gạo chuẩn, cơm ngon. Còn ấn tượng của em là đầu tiên là ông bước vô lớp, em nói sao ông này ông giáo viên mà ông trẻ quá, rồi trong khi dạy á, dạy thì lo dạy đi, lo nhìn em cứ tia em không à, rồi bắt em trả lời hoài, đúng sai gì cũng kiếm chuyện để đánh em. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Quốc Thuận và chị Hồng Vân xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, nhìn như là một cặp ca sĩ bước ra sân khấu vậy đó. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Giang Đức, 32 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên tiếng Anh, đến từ Bình Dương. Dạ, xin chào hai anh chị, chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phương Thảo, em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và thiết kế về lĩnh vực thời trang ạ. Rồi anh đoán nha, trước đây là Thảo rất là dở tiếng Anh. Dạ đúng. Thế là tìm đến trung tâm của anh Đức. Và thầy Đức đang đứng giảng dạy và tia xuống, thấy con bé đẹp quá, thế là cua em, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Trời hay quá. Hay quá dần lên. Trời ơi, lần đầu tiên trong lịch sử vợ chồng son Quốc Tường nó đoán đúng, đúng từng cm. Rồi bây giờ mời hai em tường thuật lại cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào. Lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau là em là giáo viên tiếng Anh, vì thế là vợ em cũng đến học. Trời ơi, vợ em hả, vừa đi vừa cầm cái hộp sữa cô gái Hà Lan mà núp. Trời, em ngồi trong phòng giáo viên em nhìn ra, trời, một vẻ đẹp ngất ngây, trời ơi, trắng lắm anh, làn da trắng bốc luôn, mà nhìn rất chi là tiểu thư luôn. Lúc đó em có nghĩ là cô này sẽ là học ở trong lớp của mình không? Không biết, chắc là em sẽ dạy hay không. Thoáng qua thấy đẹp quá thôi. Dạ đúng rồi, phải tia trước chứ. Vô lớp mà thấy cổ thì lúc đó em sao? Rất là hồi hộp, bởi vì không biết làm cách nào mà tạo ấn tượng với cô ấy đây. Dĩ nhiên là em giỏi tiếng Anh rồi, em chỉ được cái nhiêu đó thôi đó. Nhan sắc là không có luôn, mà thủ đoạn là vô vi. Nên em tìm mọi cách lân la kiếm được số điện thoại của cổ. Bởi vì có cái danh sách tên của học của viên đó, đầu về nhắn tin nhắn đồ. Nghĩa là trong ngày hôm đó là có số điện thoại luôn. Dạ đúng rồi, chứ không thôi được thằng khách lượm lên. Ấn tượng của bạn chồng với bạn vợ là một phát ăn ngay đó. Có nghĩa là bạn ấy say đắm và bạn tìm mọi cách bạn chinh phục. Rồi còn Thảo thì sao? Còn ấn tượng của em là đầu tiên là ông bước vô lớp, em nói sao ông này ông giáo viên mà ông trẻ quá, rồi trong khi dạy á, dạy thì lo dạy đi, lo nhìn em không, cứ tia em không à, rồi bắt em trả lời hoài, đúng sai gì cũng kiếm chuyện để đánh em. Rồi lên lúc đầu là ấn tượng của em cực kỳ ghét ông này luôn, trong khi em trả lời cũng đúng mà, đúng ông cũng đánh, sai ông cũng đánh, tại vì em mắc tội. Dạ tội đẹp. Dạ chính xác anh. Sau cái hôm đó về á, khi mà bắt đầu ảnh dở những cái chiến thuật chiến lược để mà tiếp cận em á, cái đầu tiên của cái chiến thuật đó là cái gì? Dạ chiến lược của ổng đó là giả vờ nhắn tin nhầm số. Ghê chưa? Nhầm số gì mà hai ba lần vẫn còn nhầm. Xong rồi ngày nào cũng nhắn tin điện thoại cho em. Nhưng mà nhắn cái gì? Nhắn cái gì mà xong dạ, mà xin lỗi. Dạ cũng là cái số. Kiểu nhắn tin nhầm số rồi hỏi làm quen rồi em là ai. Dạ. Em chán luôn, em chán không muốn trả lời luôn. Tới lúc mà gọi điện dữ quá em mới nghe máy. Em có biết cái bạn mà nhầm số là bạn bạn thầy không? Dạ em chưa biết, tại vì chưa nhận. Chưa biết gì đúng dạ, không? Dạ chưa biết. Tới 2-3 tuần sau mới nhận là tên là Đức, giáo viên ở cái trung tâm em đang học á. Khi em phát hiện ra đây là ông thầy Đức thì lúc đó như thế nào? Em thấy sao cái ông này ông kỳ ghê, ông lên lớp ông ghét em lắm mà. Ông cứ kiếm chuyện để ông đánh em mà sao ông nhắn tin em làm gì, cũng thấy cũng ngộ. Đánh em? Dạ. Là sao? Là đánh cưng, giờ đánh cưng. Nè chị, đánh như vậy nè. Vỗ vai vậy nè mà đau lắm. Ông thầy này ghê thiệt á, tức là ông dùng thủ đoạn tiếp cận là da thịt đụng da thịt bằng cách là đánh trò. Mà đánh giày nè, có nổi điên không? Đánh cái này giống như đánh vuốt đó em, đánh vuốt nè. Xem dở vậy hả? Có một cái chữ đó mà em nói đúng không? Thầy ơi là thầy. Em có suy nghĩ rằng là ổng cua mình không? Lúc sau là em nghĩ rồi đó, tại vì ổng cứ nhắn tin kiểu tán tỉnh ve vãn á. Gọi điện cho em tới khi tới 2-3 giờ sáng vẫn còn nói chuyện. Mà cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt toàn là cái gì đâu trên trời không à. Không có liên quan tới chuyện học hết á. Thường ông nào mới cua cũng nói vậy chứ. Dạ. Đủ thứ chuyện để nói chứ. Mà sau bao lâu á thì em bắt đầu có cảm tình với thầy? Dạ chắc cũng hơn 1 tháng. Tại vì mới cũng lâu dữ á. Dạ. Hơn 1 tháng lận á. Ông mới nhắn tin cho em có 2-3 tuần là ông lúc đó lộ mặt rồi, là ông đã kêu hỏi em làm bạn gái ông rồi mà. Mà em đâu có chịu. Ông cũng nhây tới cùng, ông cứ hỏi hoài á, rồi em thấy chán rồi đại coi sao. Dạ, tại thấy ông cũng được, cũng quan tâm em dữ lắm.
Mà đâu phải dễ làm bạn gái đâu chị. Đâu cái gian nan khó khăn của em nan lắm chứ đâu phải đơn giản. Nhà cũ là ở nhà lầu mà nó cao 3 tầng. Em đi dạy về thì 9:30 em mới về tới. Em lưng la em tìm được nhà cũ. Sau đó em gọi điện, em chưa bao giờ vô nhà cũ cả. Tiểu thư không? Dòng họ duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. Dạ. Nên là rất là cưng luôn. Bởi vậy là cô trắng bốc, rất là tiểu thư. Dạ. Như vậy nước giải khát của cô là bằng sữa đó. Như vậy là cái hoàn cảnh của thầy là chuột sa hũ sữa. Dạ chính xác. Bố mẹ cũng khó mà lúc đó cũng trễ rồi nên em không dám vô nhà được. Bắt đầu cổ đứng trên cái sân thượng á, cổ nghe điện thoại. Mà hai đứa cách nhau có mấy chục mét à. Nói là vợ á, một là yêu anh nha, không là anh xông thẳng vô nhà. Trời. Dạ đúng rồi, mà khuya rồi mà nên cổ sợ cũng phải đồng ý thôi. Sao thầy dạ. Nhiều kinh nghiệm quá vậy. Thực ra thì anh biết không, em xấu nhưng em rất là có duyên. Em xấu sao nhưng mà kết cấu em không duyên. Dạ đúng rồi, cũng có nhiều người để ý. Cái gu của em là em thích những cái cô gái nào mà cái kiểu tiểu thư trắng trẻo sạch sẽ không biết thích ghê vậy đó. Nên em nhìn thấy cô này cái là tự nhiên là em giống như tiếng sách ái tình á, em cái kiểu nào cũng phải cua cho bằng được. Cái kiểu như người Bắc nói là kiểu nào phải chén mới được. Dạ phải chén được bờ môi là vài tháng. Sau vài tháng thì cô thách em là giờ có dám hôn môi cổ không. Trời ơi nó sung sướng anh ơi. Ủa, mà cái lúc đó lạ đâu, trên trường luôn mới ghê chứ. Trong lớp hay là trên trường? Ngay cái cầu thang thôi, cô chưa bước vô lớp. Dạ, cô kêu em ra là cô đưa cái bánh cho em ăn. Để em ăn giống như kiểu ăn tối. Cô cho em một cái bánh. Thì em mới hôn cổ ngay chưa được vô lớp nữa. Trên cầu thang? Dạ, ngay cầu thang là dứt luôn. Dứt lẹ không thôi người ta nhìn thấy chứ. Nhanh lắm, mà... chứ không là bị ăn tát của em rồi đó. Dạ, chạy rồi. Mất tiêu luôn mà. Dạ, đúng rồi. Coi như là hung xong là chạy. Dạ, chạy mất tiêu luôn. Em chưa kịp bạn ứng gì hết á. Nhưng mà hỏi này, tại sao em lại thách? Tại em thấy mà ổng thấy ghét quá, mà ổng cứ đòi đứng ổng đòi hung em mà trước cửa lớp nữa. Người ta ra vô tùm lum hết trơn. Em nói ông dám không, ông giáo viên mà ông dám không. Em tưởng không dám, ai vậy ông làm thiệt cũng chạy mất tiêu luôn. Vài giây thôi. Em còn đang đứng ngỡ ngàng không biết chuyện gì luôn mà. Là đã nghe nè. Dạ. Trong cái thời gian rồi quen nhau á, em có ghen tuông gì không? Em ghen, ổng cũng ghen, hai đứa đều ghen dữ lắm. Ổng có mê gái không? Cực kỳ luôn anh. Cái tật mê gái là kinh khủng khiếp từ lúc mà vậy quen mà em tới bây giờ luôn. Mình em thôi đó. Cái miệng vậy thôi chứ ra đường nha, lúc mà quen em á, chở em ngồi sau lưng, người ta đi ngang qua nhìn rồi chạy khuất xa rồi còn quái cái đầu lại nhìn nữa chứ. Em tát cho một phát vậy mà vẫn không sợ. Còn trai đẹp có nhìn không? Trai đẹp thì không bao giờ. Không thèm nhìn. Dạ. Trai với lại là chuyên đi like Facebook với lại comment dạo, nhưng mà gái xinh đó chị. Nghĩa là vậy là kết luận là mê gái rồi chứ không phải là mê cái đẹp. Cái đẹp là khi nào đàn ông đẹp cũng phải nhìn cơ. Bao lâu thì em mới cầu hôn Thảo? 5 năm. Sau 5 năm thì em phải lựa một cái chỗ nào phải cao nhất để em cầu hôn. Chọn một cái tòa nhà cao nhất ở Bình Dương. Đó là một cái khách sạn 5 sao. Vào một cái ngày đẹp trời, mưa nhẹ rải rác. Dạ. Mưa nhẹ rải rác. Một cái ngày mà cả thế giới tôn vinh phụ nữ. Và cũng có em luôn. 8 tháng 3. Dạ, mùng 8 tháng 3. Ở trên sân thượng rất cao. Gió lồng lộng. Và nhạc du dương nữa. Em biểu là chút xíu và em cầu hôn á, là bật cho em cái bài hát là Làm Vợ Anh Nhé. Sau đó rút nhận ra cầu hôn cổ. Lúc đó là cái kiểu như là tim muốn rớt ra ngoài luôn á chị. Tại mình không có nghĩ là sẽ cầu hôn ngay lúc đó luôn. Mà cầm cái nhẫn rồi em còn chưa tin là sự thật nữa mà. Cứ tưởng là mơ thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi sau đó là quyết định cưới đúng không? Dạ. Chuyển qua cái hôn nhân đi ha. Ừ, hôn nhân gia đình đi. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau được 4 năm. 9 năm bên cạnh nhau đúng không? Dạ. Nếu vậy thì lúc mà về thì sao? Thấy tật xấu của nhau không? Hay là đã lộ từ trước khi về rồi? Thực ra thì vợ em nâng như nâng trứng á. Bởi vì em muốn vợ em luôn luôn phải xinh đẹp. Đẹp mọi lúc mọi nơi, ở nhà cũng phải đẹp. Nên là em cố gắng là làm mọi thứ có thể. Nếu mà trong khả năng của mình thì em giúp vợ hết. Bây giờ này, chuẩn bị kể cái việc mà tật xấu của nhau thì ba ông phủ đầu. Phủ đầu. Sao mà bé vợ dám nói cái tật xấu của ông được? Em cứ nói đi em. Bây giờ Thảo hãy khui Thảo tật phải xấu nói của ông thầy này để cho ông tốt hẳn luôn. Bây giờ là ông tốt 90% phải không? Bữa nay khui luôn xong để ông tốt 100%. Bên ngoài thì mình cứ tưởng là tốt dữ lắm. Nhưng mà ở chung rồi người ta nói là ở chung chăn mới biết chăn có rận á. Rận nhiều không? Vỡ mộng, rận bạc ngàn luôn. Dạ, tật xấu thì đàn ông mà có tật xấu gì là ông có hết. Ông chỉ có không rượu chè cờ bạc thôi. Ví dụ nhất là dạ cái vấn đề mà ở dơ á. Em nói ông này là ông trùm ở dơ luôn. Trùm nhìn ở bên dơ luôn. Bên ngoài nhìn sạch sẽ bảnh tỏn vậy á, nhưng mà ở dơ không ai ở dơ bằng. Đồ mặc xong mà đem giấu cất hết, khẩu trang đồ, đến khi nào mà nó chất thành núi hết đồ xài mới đem ra cho em giặt. Mà mỗi lần vậy là em giặt muốn ngất xỉu luôn, quá nhiều. Mà lý do gì thầy giấu? Dạ tại vì mắc mới gì giấu thầy? Tại vì em cũng thấy tội, bởi vì cứ giặt lắc nhắc mà bà cứ lục đà lục đục suốt ngày. Trời ơi, giặt tay hay giặt máy? Dạ giặt tay, ba sợ hư đồ. Bàn tay vợ em là xưa giờ là
bố mẹ là không cho làm một cái thứ gì hết. Năm cô đến 20 tuổi cũng không đụng một cái thứ gì hết. Em bàn tay nó mềm xíu à, mà giặt đồ thì em cũng sợ thương vợ tổn hại nhan sắc một chút xíu. Dạ, em thấy em thương bằng lời nói thôi chứ không thấy hành động hết trơn. Rồi ở dơ nè, hay giấu đồ nè. Dạ, vui tiếp đi em. Trong cái chuyện ở dơ còn cái ở dơ hơn nữa. Dạ, ngủ giật mình thức giấc móc cứt mũi. Em nói ông này ông ngộ trời, ông móc cứt mũi rồi ông bắn đùng đùng lên trời vậy á. Rồi em tưởng đâu là thức rồi, nhắm mắt ngủ tiếp. Cái ở dơ kinh khủng khiếp nữa là ông có cái tật là hay xì hơi. Người ta nói là trời đánh còn tránh bữa ăn, mà em đang ăn ngon lành, ông ngộ ông xì hơi làm em mất ăn luôn, ăn đâu còn thấy ngon nữa. Những người gì là khỏe lắm đó nha. Dạ, chứ còn nhiều khi không xì hơi người ta còn phải đi bác sĩ để mà ấn huyệt đặng cho xì hơi. Dạ, nữa đó, gọi là xì đam mê luôn á. Cố tình là cố tình vậy, là cố tình là em, cố tình là làm cho nó to ra để chọc em mà. Dạ, ông có thể ém được nhưng mà ông không thích. Mỗi lần mà ông xì trước mặt em là ông vui kinh khủng, còn hơn là trúng số luôn á. Tại vì nè, cái cảm giác á, nhìn thấy bạn đời của mình á, cái mặt mà nó đau khổ á, tự nhiên vui lắm. Chính xác, vợ em là chúa sạch sẽ. Mà bà cứ nghe một cái gì đó, cái tiếng xịt cái đó, bà làm ghê gớm lắm. Bà làm giống như thế giới sụp đổ vậy. Đúng không? Rồi em khoái nha, em ghét nha, em càng ghét. Em cố tình ví dụ không ra em cũng nín cho nó ra, kiểu vậy. Kinh khủng khiếp. Tật xấu gì nữa nè? Dạ, thêm một cái tật xấu nữa là hay cằn nhằn. Mỗi lần mà ăn cơm á thì món nào ngon ông mới ăn, còn món nào dở là bữa đó là thế nào cũng có chuyện ông bỏ ăn. Rồi ông nói thôi ăn đại cho qua bữa, rồi canh thì ông nói húp đại miếng hồ cho xong cho rồi. Khổ như kế, la thì cũng không la, nhưng tự tôi ăn cho xong qua ngày đoạn tháng xong. Dạ, qua ngày đoạn tháng. Dạ, chứ bây giờ quân thực không ăn thì đâu có sức mà đi làm. Dạ, thương đó, quá. Rồi bây giờ ăn cô vợ thì nghe khó khăn. Thương. Dạ, có bây giờ tổn thương không? Dạ tổn thương lắm chứ. Còn có thay đổi món lúc đó không? Dạ không, em kệ, không ăn ăn thôi chứ tại em nấu cực khổ mà. Em nấu chăng là may rồi chứ. Đó, tại vì em còn công việc của em nữa mà, em còn chăm con nữa. Đúng rồi. Với lại ổng khôn lắm. Đồ nào mà buổi trưa ăn còn dư á là buổi tối ổng không bao giờ ổng ăn. Ổng để cho em ăn cái đồ cũ, còn ổng không ăn đồ mới thôi. Ổng ăn trên đầu em không à? Trời ơi trời. Ăn trên đầu đâu. Thực ra vợ em là nấu ăn cực kỳ ngon. Dạ nhưng mà ví dụ như có ngày nào mà hết đồ trong tủ lạnh mà không có có mua kịp thì ăn cái kiểu như ăn những cái món đơn giản á. Thì cũng em hay chọc là thôi gắn ăn cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà thực ra em cũng dứt mấy chén chứ dễ gì mà em tha nổi. Giả bộ nó đểu vậy thôi chứ. Dạ, mà vẫn ăn chơi đúng không? Dạ. Trong tất cả những tật xấu này thì em mong muốn anh thay đổi cái gì? Chắc là cái tật hay cằn nhằn á. Tại vì ổng hay nhằn em dữ lắm. Ví dụ như khuya em cho con uống sữa, nó khóc ông cũng nhằn, ông không ngủ được ông cũng nhằn. Em dậy sớm em rửa chén ông cũng nhằn. Mấy cái suốt ngày lục đà lục đục ông ngủ không được. Em làm nhiều cũng nhằn, em quét nhà nhiều cũng nhằn. Ông nói sao nhà giờ tối ngày quét hoài à. Ông khó chịu lắm. Nhưng mà không bao giờ ông phụ em đâu. Khi nào mà em nổi cáu lên á, em sai hai ba lần á, mới phụ em đứng xíu. Mà làm cho có qua loa qua quýt thôi, chứ không phải là làm kiểu nhiệt tình. Làm cho qua ngày đoạn tháng đó. Dạ, qua ngày thôi. Rồi bây giờ tới thầy đó, thầy phán pháo là đi. Là gỗ có bị bệnh, giống như cái bị bệnh sạch sẽ quá đó. Ví dụ như trong phòng sạch sẽ, sạch tưng à. Đi mà nhiều khi là muốn trượt té được luôn, là nó quá sạch kinh khít luôn á. Trưa 12 giờ hoặc là đứng bóng 1 giờ không chịu ngủ đâu. Bắt đầu lôi mấy cái giấy khăn ướt ra, lấy cái chai mà xách quẩn tay đó. Chà 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 trời, nó chà từng ô gạch luôn trời, đâu mà kinh khủng khiếp. À, nhiều khi 9 giờ đêm mà ngồi bà cũng lao vậy đó. Ai chịu nổi. Vì em cứ muốn là nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng cứ lục đà lục đục, cô ngồi im cô chịu không nổi. Cô phải nghĩ cái này, nghĩ cái kia, cô làm, cô bóc mới ra cô làm. Cô xếp đồ, xếp đạc, nhiều khi trong tủ nó gọn gàng nắp vậy, cô cũng mới ra cô xếp. Rồi tiếp tục. Cái tật xấu cũng mắc cười nữa, ngày nào cũng nghĩ trời ơi sao mình không trúng số trời. Mà có mua vé số không? Có bao giờ mua vé số đâu. Dạ đó mới là vấn đề. À, ngày nào không đi đâu. Dạ cho con trúng số. Dạ, này trời lại phật mời tám phương chín hướng cho con trúng số, mà có đời nào mua vé số đâu. Dạ. Ở nhà đó là giữa con với chồng thì là cổ chăm bạn nào nhiều? Cô dành thời gian quá nhiều cho con. Em chỉ mong đợi là phải cố gắng chăm sóc, dành thời gian chăm sóc bản thân đi. Thì con rồi nó cũng sẽ lớn thôi. Không lớn thời điểm này thì dần dần nó cũng tự lớn theo thời gian thôi. Không cần phải chăm sóc dữ lắm đâu. À, để cho nó lanh lê bò lết vậy, nhiều khi mà nó cũng khỏe hơn, nhiều sức đề kháng hơn. Cứ lặt lục đà lục đục chăm con thôi. Em thấy là rất là bé tội. Là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mới có 11 tháng. Rồi em có chạnh lòng khi mà chăm con quá rồi bỏ em qua bên vệ đường không? Có chứ. Dạ. Giống thương, như em là cám mà để đó mà heo không được ăn đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời sao không có thể giải thoát được chuyện này đi ta. Tại vì á, ổng đi dạy từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối ổng mới về. Mà ổng về ổng đâu quan tâm gì tới em đâu. Ổng cứ nằm ổng bấm điện thoại suốt. Em nói là chuyên comment với lại like dạo mà.
lên là có ai đẹp là like với comment thôi, đâu có quan tâm liếp xỉa gì em. Đó, thấy chưa? Em phải lo cho con thôi. Đó, thấy chưa? Có lý do nha. Khúc mắc là chỗ này nè. Bây giờ muốn heo mà muốn ăn cám á, thì làm ơn đi, phải đi tìm cái bể cám đó. Rồi phải hít, phải hửi coi cám có thơm hay không, đẹp cái nọ như thế nào rồi mới được ăn chứ. Chính vì vậy mà giờ cám trở thành cô gái lau gạch. Rồi em có mong muốn thay đổi gì không? Hy vọng là giờ em cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, với lại chăm sóc chồng hơn. Chứ để dành cho cái thằng nhỏ nó chiếm hết sao làm ăn gì được. Đúng rồi, nó chiếm hết. Tỷ lệ làm ăn bây giờ là tính theo tuần hay theo tháng? Hiện tại bây giờ thì bé nó cũng lớn rồi. Dạ, nên là cũng theo tuần á. Theo tuần là em còn hạnh phúc. Dạ. Có những người đàn ông á là còn phải tính theo tháng, thậm chí là theo quý. Quý, là quý luôn á. Nói chung là tuần là được rồi. Với cái 11 tháng như vậy là chu kỳ theo tuần là ok rồi. Để cho con nó cứng cáp chút xíu nữa rồi mới đi học. Nhất cũng là cải thiện được rồi đó. Cũng cải thiện rồi được rồi mà. Mà mới có em bé nó bỡ ngỡ nên nhiều khi là nó bị áp lực kinh khủng khiếp. Kiểu giống làm thế nào mà giải thoát được đi trời. Đôi vợ chồng quá đẹp đôi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Cảm ơn anh chị. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nó chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm, nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Có cháu rồi. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Lần đầu tiên. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Trời ơi đó, bởi vậy mình nôn nao không uổng đúng không? Ôi, cặp vợ chồng này đẹp đôi quá. Lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phụng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là một luật sư và bên cạnh đó em có kinh doanh về mảng giảm cân với lại chăm sóc sắc đẹp. Em là Nguyên, một streamer chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì em còn rất là yêu vợ. Anh rất muốn biết rằng là hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nè? Anh nói em nói. Đoán đi, em đoán đi cho nó vui vẻ coi. Anh này đi làm đẹp và đến gặp ngay cái chỗ mà làm cái chỗ này nó quá là hiệu quả. Cho nên về như là lên streamer đó, lên giới thiệu. Cái thế giới của streamer là em chỉ có trong bốn bức tường à. Em cũng không quan tâm đến là streamer như kiểu em không quá đẹp như là chị Hồng Vân để có thể lên TV chẳng hạn. Không, anh đang đoán. Hãy để anh đoán. Anh Bin đang đoán là tại sao tụi em lại có thể gặp nhau được. Đó là anh đang đoán là em nói vậy. Tại vì suốt ngày làm trong phòng cũng quá cho nên cần phải làm đẹp, phải đi tinh trang nhan sắc mà đến chỗ này làm đây. Và trong lúc làm thấy hiệu quả quá, thấy cô chủ đẹp quá là cô luôn dính luôn đúng không? Em đúng nghĩ không? Là một cái duyên trời định á. Thật ra là em với lại chồng em là quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Rồi thôi, anh đoán là chớ quớt rồi. Dạ đúng rồi. Sai quá nhiều. Anh này là một cái người nhìn rất là đẹp trai. Thì em nghĩ là chắc là cũng rất là đào hoa. Không phải cái tiếp người mà em thích. Nói chuyện được 15 phút thôi là không có nói chuyện nữa. Rồi xong là bẵng đi một tháng sau. Là em thấy một người follow em trên Instagram. Thấy hai đứa có một người bạn chung. Từ đó mới là nói chuyện lại. Thật ra em ấn tượng với cái app đó, cái app hẹn hò đó. Tại vì khi mà vô là có thể xem coi cái cô đó có tính chất như thế nào. Phải nói chuyện với rất là nhiều cô để có thể lọc được như vậy. Khi nào thì các em mới chính thức gặp nhau ở ngoài và tìm hiểu mới? Sau khi nói chuyện được một tuần, em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ước từ đầu tiên là anh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi. Nhưng mà vẫn cho một cái cơ hội để mà mình tiếp tục mình tìm hiểu lẫn nhau. Em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi em biết mấy vợ em là người hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Hiếm là vậy đó. Hiếm hàng hiếm luôn. Anh nhìn cổ xinh đúng không? Không, cái lúc đó là anh nghi liền. Anh nghĩ giả sử mà cổ xinh như vậy mà cổ chưa có mối tình nào cả thì có vấn đề gì ở thôi. Từ lúc đó em suy nghĩ như vậy thôi. Em càng tìm hiểu thì em thấy rằng vợ em rất là tuyệt vời. Rồi thì bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức tỏ tình cậu? Anh nghĩ là em tỏ tình cổ đúng không? Dạ, em tỏ tình cổ. Tại vì đó là luật.
Em nhớ là buổi đó là em tỏ tình. Thực ra cái câu chuyện trước đó em cũng phải tìm hiểu. Em sợ hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cô là có một tính chất rồi đó. Dạ. Có thể là cô yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu em. Ý em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô dạ tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về. Một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó. Dạ. Đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á, là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á, thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi. Nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này, mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức, nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ là nó yêu nhau như vậy khá là nhiều. Chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt đầu nắm tay, mới lại hôn, mới lại ôm nhau. Dạ. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào mà đá ở dưới trời tuyết hay sao anh? Đó là cái trận mà mang cái cảm xúc cho cả đất nước này. 2018. Dạ đúng rồi. 2012 năm 2018. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đi bão xong rồi về. Rồi anh nói là ngày này một tháng trước thì là em là người mời anh ra trực tiếp gặp mặt. Thì bây giờ một tháng sau thì là anh ngỏ lời em là bạn gái của anh nha. Thì mình thấy dễ thương tại vì mình cũng bất ngờ. Nói không trong ngày đó được. Thế em không nói không được có nghĩa là em nói xong là em thu hoạch liền đúng không? Dạ có. Tụi em yêu nhau trong bao lâu? Dạ 8 tháng xong rồi cưới nhau. Dạ. Có nhiều những kỷ niệm đẹp không? Cãi nhau đến độ mà chỉ muốn chia tay nhau hay là có. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nói chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Nghĩa là lần đó là em thì em thích là ví dụ như là nhắn tin là phải trả lời nhau liền. Nhưng mà ảnh á, nhiều khi ảnh lâu lắc anh đi làm gì kia xong ảnh mới reply lại. Thì em cứ nhắn vậy hoài nhưng mà ảnh không có chịu thay đổi. Tới cái lần đó là buổi đêm trước khi mà ảnh đi ngủ em lại nhắn một tin dài. Ý là em nói là em cho anh nhiều cái thời gian để mà ảnh thay đổi. Ngoài cái đó còn những cái khác nữa. Nhưng mà anh vẫn vậy. Thì anh này anh rất khó chịu. Một cái là em cũng sai là tại vì anh nói là anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ. Làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Mà nhắn tin qua điện thoại, trời ơi em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay ấy, có nghĩa là thiệt. Đó nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Xong nói là không, bây giờ nếu muốn chia tay ra gặp mặt chứ không có nhắn tin như vậy. Rồi lúc mà ra thì em nói là ông giỡn. Trời ơi chị coi chị nổi không? Chứ anh gì biết, nữa. Cho dù anh không nhớ câu chuyện nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là đúng rồi. Toàn bộ câu chuyện. Thì anh nói vậy mà đó, tức là anh phải nói một cái gì đó rồi xong nhưng mà anh ý phải là nói bình một thường cái gì đó rồi xong anh mới nói là ok anh giỡn. Đàn ông họ nói chia tay có nghĩa là nghiêm túc đúng không chị? Còn lần này là anh nói là anh giỡn. Còn bình thường là phụ nữ ví dụ như em nói chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự là em có muốn em giỡn là em cái lúc đó con nít anh Phụng ơi. Em trâu không? Dạ em tại em nóng tính nữa. Phụng làm gì Phụng làm, rồi em làm việc của em thì em chỉ nghĩ như vậy thôi. Xong rồi từ lúc đó là nhưng mà ra thì cô này quan trọng quá, cuối cùng lại là giận. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà 9 tháng rồi cưới liền vậy? Bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu. Vừa ở đâu? Vừa ở Nha Trang hay vừa ở Sài Gòn? Lần đầu tiên của các bạn là ở đâu? Nha Trang. Đó. Nha Trang đúng không? Đó. Thì thường là accident nó cũng đều từ đó mà ra cả đó mà. Lần đó. Rồi sao? Bác sĩ báo cưới thì là em, anh Nguyên. Lúc đó thì em vui không? Lúc em nhận được cái em tin nghe bác sĩ nói vui không? Dạ, em có kinh nghiệm. Dạ, tại vì trong trường hợp giả sử như kiểu em gặp trong một người bạn em cũng đã giống như vậy. Trong trường hợp người bạn em thì em có cảm giác như kiểu em rất sáng suốt trong cái lúc đó khi mà em nói rằng mày phải cẩn thận, mày phải kiểm tra lại. Dạ, cho chắc là sau đó. Dạ, nhưng mà cái lúc đó thì cái kinh nghiệm đó hình như nó cũng không giúp cho em nhiều, em vẫn sốc. em vẫn nói giống như là bây giờ không lối thoát hay là một cái gì đó. Nó em chưa sẵn sàng cho cái đó, em không biết cái đó là gì cả. Khi mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em báo ngược lại với em là người thử lúc đó là đang về quê xong thử que xong mới thấy là hai vạch. Sau đó là em cũng sốc cũng khóc tại vì em nghĩ là lúc đó là giống như em đang muốn tập trung cho công việc rất là nhiều, nó bắt đầu đang khởi nghiệp kiểu vậy. Thì nhận được cái tin đó xong rồi mình thấy trời giống như là mình nghĩ mình vẫn còn 18 tuổi vậy. Là sau đó là gọi cho anh này liền.
Xong rồi anh cũng nói là thôi thôi bỏ đi em. Là mình bắt đầu trời sâu với người đàn ông mình đang yêu sâu kỳ cục vậy. Sau đó là không, tối đi em quay lại Sài Gòn thì mình đi khám một lần nữa cho chắc. Thì lúc mà đi lên á thì khám xong rồi thấy rất là đáng yêu. Sau là quyết định giữ lại thì anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là lúc đó em thực sự yêu vợ em. Cái chuyện này đến gia đình thì hai bên gia đình thì phản ứng như thế nào? Đầu tiên là đưa về nhà của ảnh. Thì trước đó là em đã qua nhà ảnh chơi một hai lần gặp ba mẹ rồi. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Dạ có cháu. Rồi xong liền lúc đó là hai vợ chồng đi qua bên nhà của em để mà thưa với ba mẹ em. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Lúc đó là cái lúc mà như kiểu em có thể về em có đập bam một cái. Và em bước vô nhà giống là lần đầu tiên mà em nói ra chuyện ra mắt ba mẹ vợ luôn. Dạ ra mắt ba mẹ vợ mà em đã có một cái nguyên một cái quá bự như vậy của hai vợ chồng em. Tức là khi mà thông báo với bên nhà em á thì lúc đó ba mẹ em phản ứng sao? Mẹ em cũng thích, ý là đương nhiên là cũng sốc. Mẹ em chuẩn bị tinh thần trước rồi, trước khi lúc mà quen anh này ấy, tại vì tư tưởng của em với mẹ em nó khác nhau. Em là người rất là mở, tư tưởng thoáng, còn mẹ em là kiểu tư tưởng truyền thống á. Nhưng mà trong quá trình em quen anh này thì em cũng đã giống như là hướng lại tư tưởng nhà mẹ là mẹ nên thoáng như vậy. Tại vì không có phải lúc nào cũng phải cưới nhau rồi mới quan hệ, thì nhiều khi nó không hợp thì như thế nào. Thì mẹ em chỉ nói là ok, nếu mà có vấn đề gì là phải giữ chứ không có được phá. Lúc mà biết thì mẹ em thấy cũng bình thường à. Mẹ hỏi là hỏi coi Nguyên nó có chịu giữ không. Như vậy là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tới bây giờ là 2 năm. Hai vợ chồng 2 năm. Tật xấu của anh ấy có nhiều không em? Thấy không có nhiều lắm. Tật xấu của anh này là có một cái rất là dơ. Có nghĩa là đi ở ngoài đường về là bụi bặm, không có mặc áo khoác gì á chị. Thì đương nhiên là về là phải thay quần áo ra rồi rửa chân này kia rồi nằm trên giường. Nhưng mà không, cứ bay lên giường mà nằm. Phóng một phát lên giường. Chính xác, em la mấy lần rồi không được. Cái thứ hai là cái hành động mà nó cũng mạnh bạo. Ví dụ như là tối con gái đang ngủ với em thì em còn thức, em canh con gái. Thì anh stream xong anh lên là cứ mở ra mà cứ rầm rầm nha, cũng không chịu sửa. Rồi một cái nữa là rất là nóng tính. Thì trong các cuộc cãi vã đều là ảnh, nhiều khi ảnh nói chuyện với em mà cái cách nói chuyện như là cứ quát vô mặt mình á. Nhưng mà đối với anh đó là nói chuyện bình thường. Thì kiểu không chịu sửa cũng không chịu sửa gì hết trơn. Đâu cái đó anh sửa rồi mà. Chưa, không thấy. Rồi cho là mình làm việc với máy tính nhiều quá rồi nó khiến cũng con người thể. Mình đó bị nói lớn tiếng không ta? Anh nói chuyện với vợ anh á, anh thấy anh cho là cái rất là bình thường. Cái cao độ của mình nói chuyện cũng rất là bình thường. Mà em bị liên, cái nói liên tục luôn. Giống như là mình nói chuyện nạt vô mặt người ta. Anh có thể coi cách chắc chị Vân nhìn, chị Vân không biết, không biết anh đang nói về gì. Biết, em biết. Thuận là không phải là do máy tính, mà em là cái tính chất nghề nghiệp của em. Thì Thuận làm đạo diễn nhiều á. Ra hiện trường là Thuận phải nói lớn, nói nhiều, nói lớn để người ta hiểu được cái ý của mình á, thì thành ra nó là thói quen. Chứ không phải là do máy tính. Bạn này là cũng là thói quen nghề nghiệp luôn, là bạn cũng phải nói, chứ không phải là do cái máy tính nó làm cho bạn bị. Em nghĩ là tại vì em xem thể thao nhiều và thực sự khó để có thể vô một trận bóng đá mà em bình tĩnh được. Còn gì nữa nè? Còn cái nữa là rất là gọi là độc tài. Đi qua tới sở thích, có nghĩa là anh này á, anh thích ăn cái gì là em phải ăn theo cho bằng được. Có một lần á là em nói, tại vì em đi làm ở bên Tân Bình nha, em quận 7 thì Tân Bình hơi bị xa, cho nên là lâu lâu là nói chồng chở đi làm. Thì chồng nói là ok, hôm nay anh chở đi làm nhưng mà phải ăn sáng theo anh. Đó là ăn cơm tắm. Mà chỉ biết một tuần 7 ngày là ngày nào cũng ăn cơm tắm, tới hôm nay vẫn ăn cơm tắm. Em là người chung thủy. Anh sẽ chia sẻ về một số quán cơm tắm. Rồi đó, rồi xem phim cũng vậy. Nếu mà đi xem phim rạp là phải xem phim của ảnh, không được xem phim Hàn Quốc, để xem phim Quốc em tự đi xem mình. Mà có gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không. Chỉ chị có độc tài phát xít thôi. Đúng rồi, về cái sở thích thôi. Chứ còn mấy cái vấn đề khác thì là rất là hay hỏi ý em. Rồi ví dụ như là để cho em tự do làm gì em thích là luôn luôn ủng hộ em. Vậy em mong chồng em thay đổi những cái tính nào? Em chỉ thấy cần thay đổi là ảnh bớt nóng tính lại. Giống như là điềm tĩnh nói chuyện hơn, chứ lúc nào cũng nóng. Giống như là làm tổn thương mình á, rồi sau đó lại đi xin lỗi mình, thì nó không có thay đổi được cái gì hết trơn, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Không, vấn đề là anh đã bình tĩnh lại so với thời gian trước rồi. Tại vì em rút kinh nghiệm á, là bình tĩnh là cách duy nhất mà em có thể thắng được một cái cuộc cãi vã với không vợ thấy. Em, chứ mà em phải nói từ từ lại.
Nhưng mà em cãi với luật sư cũng hơi căng lắm. Nhiều cách lắm em ơi. Như vậy là mong Nguyên thay đổi là bớt nóng tính lại. Dạ, yeah, chỉ có cái đó và thôi. Và đừng bao giờ nói những cái điều gì đó làm tổn thương người đẹp. Đúng không? Dạ. Yeah. Được không Nguyên? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ tới em đó. Em coi tật xấu đi. Đầu tiên là vợ em hơi bị không ngăn nắp. Em nghĩ là cái đấy là người một người phụ nữ, một người con gái, người ta sẽ biết hơn một người con trai. Mà lẽ ra là một người phụ nữ giống như là sẽ dạy cho người đàn ông cách ngăn nắp hơn. Có một số cái mà giả sử như là khi vợ em đi về thì thường để cái ba lô ở ngay chỗ đem đi. Em lên phòng thì em dậm mấy lần và em mém té mấy lần. Và cứ mỗi lần mà em nhắc về vấn đề đó là vợ em đúng bài là vợ em sẽ nói sang một vấn đề khác, giống như là vợ em không nghe. Có giống như những người phụ nữ thời đại này là thích shopping, thích mua sắm online? Dạ có. Một ngày mà em có thể đi xuống và em nhận hàng của từ những trang web đó chắc là cũng em nghĩ từ khoảng 3 tới 4 lần. Wow. Dạ, đến nỗi mà em thuộc hải tiền. Không, em toàn mua đồ lòng cho gia đình, mua cho em bé, em tại vì là bé shopping, gái em thuộc, á. Em thuộc những tên những anh shipper đó luôn mà. Em nói shipper chuyện gặp trong phường. Quen lắm. Dạ. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai, tại vì vợ em không nấu ăn nhiều. Em biết là nấu ăn cho người khác là một trong những cái gì đó tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho người khác được. Nên rằng vợ em nấu ngon. Có những lần hiếm hoi mà vợ em nấu là em nhớ lắm. Cái lần đó em đang làm ở trong hoặc là em coi đá banh gì đó, khi mà vợ em đưa vô một cái món mà món Ấn Độ. Cái món đó món gì vậy? Chả đậu gà. Dạ dạ, chả đậu gà một cái. Rồi xong đưa cho em một ly nước. Đó, có hai cái đó thôi mà em nhớ mãi luôn. Khi mà lúc đó em thực sự cảm thấy rất là đã. Là ngon ở cái cử chỉ đưa, cái động tác đưa, cái hay là ngon ở cái món ăn? Dạ em nghĩ là ngon cả hai. Em chỉ có một cái kỳ, cái này em kể thêm là vợ em có một cái hay nói với em không được quyền béo lên. Còn nếu mà em béo thì vợ em sẽ không thích. Khi mà lúc đó vợ em sẽ hết yêu em. Em ngồi em suy nghĩ lại, nếu mà em nói ngược lại cái vai trò như vậy chẳng hạn, nếu mà em béo hơn thì anh sẽ không còn yêu em nữa và anh sẽ thích những phụ nữ ốm hơn, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái câu mà em nói tới mức nào. Có những cái câu mà vợ em nói nó rất là mắc cười, khi mà em nói ngược lại với vợ em thì lại không được. Nên là em thắc mắc như vậy thôi. Tức là chồng em đã từng nói với em điều đó? Em nói trước. Em nói trước nhưng mà sau đó thì chồng em nói với em điều ý đó là bạn. Chồng hỏi là trời ơi, sao em vô gì với ý là nếu mà anh nói ngược lại câu đó thì em thấy sao? Em có thấy tổn thương không? Em có chịu đựng được cái câu đó không? Thì em có trả lời không? Em chỉ cười thôi, tại vì em biết là anh sao bao giờ nói với em câu đó. Nhưng mà giờ em nói cái câu đó với chồng em là nói thiệt hay là nói gì? Nói vui giờ chồng em béo lên thì sao? Thì bắt giảm cân sao anh chị? Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là ngăn nắp hơn. Đồ đạc thì để gọn, mà cái này là cả hai tụi em luôn. Em nghĩ là cái đó luôn. Bừa kiểu khác á, mọi người bừa một kiểu. Rồi, nghĩa là cả hai đều mong muốn là ngăn nắp. Thì giờ hai vợ chồng cùng đồng lòng hiệp sức đi. Hai ba lần em địch bị té ở cái ba lô á, thì lần này á là em đừng có để bị té nữa, mà em cầm cái ba lô em cất cho một chỗ nào đó. Một hai lần người ta có sĩ diện, người ta luật sư mà, tổn thương người ta sĩ diện nó, chứ không lẽ giờ mình làm gì kỳ quá đúng không? Tự động người ta vì cái sĩ diện đó người ta sẽ phải gọn. Và ngược lại. Dạ. Đó kiểu vậy đó. Hai vợ chồng quá đẹp đôi, lại nói chuyện là luôn luôn dành cho nhau một ánh mắt rất là yêu thương, say đắm tình tứ đó. Em cứ mỗi ngày em đang nói là mỗi ngày em lại càng yêu vợ em hơn đó. Em ơi tuyệt vời lắm em ơi. Cảm ơn hai vợ chồng nha. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Tức chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Hải, em ở Đồng Nai.
À, em được 30 tuổi. Em là làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ, em tự giới thiệu em là Đào Quốc Thịnh. À. Năm nay em 31 tuổi. Ừ. Em cũng làm nhân viên trên văn phòng, chung công ty với vợ luôn. Hai em là ở Đồng Nai luôn? Dạ, dạ. Đúng rồi, ở Đồng Nai, ở Trảng Bom luôn à. Hai vợ chồng lần đầu tiên quen nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên đó là em thông qua một người bạn. Xong rồi bạn kêu là giới thiệu cho cái anh này nhìn hiền, đẹp trai. Đó em cũng chưa lữ lự là chưa có định quen đâu. Ừ. Em cũng ngại nữa tại vì lúc đó là em chưa quen ai luôn. Thì sau đó em nghe đâu thì ảnh đăng ký thi nam thanh lịch trong công ty. Xong cái em cũng tò mò xong rồi coi nhìn mặt ảnh như thế nào thì lúc đó là mới thấy cũng da trắng lắm, cao ráo, nói chung là nhìn cũng được. Lúc đó thấy ok đúng không? Dạ. Bây giờ còn em? Còn nào? Em thì sao nè? Dạ là một hai lần đầu á thì bạn cũng giới thiệu mà con nhỏ đó đó mình nhìn thử thôi, thì mình nhìn cũng cao ráo, cũng dáng cũng dễ thương, bắt nhất là cặp mắt cũng đẹp đó, nên nào mình cũng quyết định quen, mình tìm hiểu. Thì kênh hiểu được vài tháng á, bắt đầu mình mới đi chơi. Xong bắt đầu là đi uống cà phê. Thì cái lần đầu hẹn hò là cũng ngay ngày 14 tháng 2 luôn. Wow. Cách đây mấy năm? Cách đây 2014 là 6 năm. 6 năm rồi. Dạ. Rồi. Và em có lên hát một bài là cũng tặng. Dạ. Với lại là một bó hoa. Trời, em còn ơi. Nhớ cái bài đó không? Em hát lại một vài câu cho anh nghe được không? Bài chờ một người. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường. Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt qua anh vô tình, ngọn đèn đêm nhìn anh buồn tênh. Cái mắt hấp hiêm vậy là rớt liền. Mắt hấp hiêm mà nhìn đúng con người. Mắt hấp hiêm xong rồi đến là một bó hoa nữa là rớt rồi. Liền tụi em yêu nhau mấy năm thì cưới? Cũng khoảng 2 năm 3 năm vậy. Dạ, bắt đầu là quen rồi. Là 2014 là bắt đầu quen. Rồi lấy nhau năm mấy? Năm 2017. Tụi em cưới nhau được bao lâu thì có em bé? Đã có em bé chưa? Dạ, được một bé gái. Lấy nhau xong thì qua tháng sau thì bắt đầu mới có em bé. Mà lấy nhau xong thì là ở đâu? Ở nhà bên chồng hay là ở bên vợ? Dạ, ở bên chồng. Rồi mẹ chồng nàng dâu thuận thảo không? Nói chung là lúc đầu về thì mẹ chồng với con dâu thì cũng có nhiều cái cũng không hiểu với nhau á, nên cũng có qua tiếng lại. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Mâu thuẫn giữa em với mẹ là cái vấn đề gì mà chưa hiểu nhau? Nói chung là cũng có một phần của chồng của em. Đó là gì? Ấy là lúc mới cưới về á, chồng em đi về á, tới nhà xong là thay quần đùi, lấy xe chạy một mạch xuống ở dưới gần nhà có một cái đội bóng chuyền buổi chiều hay tập chơi á, xuống ra đó chơi trong tới khoảng 6:30 7 giờ xong mày chạy về dọn cơm nước ra ăn gì đó, là ăn cơm xong là lấy xe chạy xuống dưới quán đó lại uống cà phê với tán dóc với mấy đứa bạn ở dưới đó. Em thấy ngày nào em thấy mới lấy về mà chỉ muốn thích đi chơi tự do mình thôi. Dạ. Nhiều khi lúc đầu mình cũng nghĩ là mình cũng không sai gì. Thì con trai đàn ông mà, nhiều khi người thì đam mê thể thao nữa. Cái chiều về mà không đi đá banh đến bóng chuyền gì, nói chung là ngứa ngáy khó chịu lắm. Đó, xong thì cũng ngăn cản em. Thì em cũng nói là cái này đâu có phải là đá gà mê gì như cái gì bỏ bê gì đâu, anh chị thể thao buổi chiều. Nhưng mà không thích. Nhưng mà với em thấy cái đó cũng không cái gì là sai nhiều. Đó nên em cứ làm. Rồi xong rồi là gây lộn. Có. Chắc là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn. Xong rồi mẹ nghe, mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn. Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 7 tháng à. Bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó em có qua em năn nỉ vợ không? Dạ lúc đó thì có qua thôi nhưng chưa năn nỉ. Cũng là vợ ở nhà, vợ em ở nhà em. Dạ đúng rồi. Nghĩa là vợ đẻ rồi vẫn chưa năn nỉ luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì là hai đứa mới về chung một nhà lại?
Dạ, mới về cách đây khoảng 1 năm, lúc đó bé tầm khoảng được gần 2 tuổi. Bây giờ là nhà riêng hay là vẫn ở chung với bây mẹ? Bây giờ thì em ở nhà riêng. Là gần 2 tuổi nay bé được 3 tuổi rồi, 3 tháng 12 này là được 3 tuổi. Là mới có 1 năm hai đứa hàng gắn lại thôi. Dạ đúng ạ. Lúc vợ sanh có đưa vợ đi sanh không? Dạ bên nhà ngoại tự đưa đi. Đó em không biết. Xong bắt đầu hình như có linh cảm á. Xong bắt đầu em mới xuống bệnh viện và em mới biết sanh dưới đó. Lúc đó em đi vô bệnh viện mà em có vô chỗ vợ em sanh không? Hay là em chỉ đứng ở ngoài em nhìn thôi? Dạ không vô, em vẫn ở ngoài vậy. Được mấy ngày thì là chồng em mới thấy cái đứa con đó mới vô. Lúc đó em sanh xong rồi sang ngày hôm sau á, chồng mới vô. Hai ngày. Hai ngày sau. Hai ngày. Rồi em nhìn con thì em thấy sao, em có cảm thấy mình có lỗi không? Thấy lúc đó cũng buồn buồn tủi tủi. Rồi lúc đó là có xin lỗi vợ không hay như nào? Dạ lúc đó cũng chưa xin lỗi. Vẫn cương em luôn. Dạ lúc đó không phải là cương nữa mà lúc đó chỉ nhìn đứa con không à. Không có suy nghĩ vấn đề khác nè. Lúc đó mới sanh xong mà bắt đầu dìu vợ tập đi vô ở ngoài tí xíu xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày. Tức chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Mà lý do gì 2 năm là hai đứa quyết định coi như là đi về nhà chung? Cái lúc đó con bé nó cũng lớn và bắt đầu đi học. Rồi bắt đầu mới nói chuyện và phụ nhau để nuôi bé đi học, trang trải cho bé. Thì lúc đó mới có nói chuyện với nhau và quyết định là thôi mình thử mình ra riêng mình ở. Nhưng mà bây giờ cái tinh thần cũng như là hai vợ chồng đã cảm thấy thoải mái, thấy là không còn lấn cấn gì nữa chưa? Yêu nhau trở lại chưa? Tức là yêu thì vẫn yêu nhưng mà cũng đang khó cái giữa hai gia đình với nhau. Từ lúc mà vợ bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng ạ. Mà bây giờ một tuần vậy về thăm ông bà nội mấy ngày? Bây giờ thì cứ một tuần hai tuần là em trở về, cuối tuần em trở về một lần. Em đưa con về bên nhà nội, dạ. Tức là nhà em á. Vợ có đi theo không? Thôi. Lúc đầu thì có chở đi theo và nói chung là song song dành mặc cảm đang có mà. Xong rồi thời gian gần đây như không luôn, em có hai bố con về thôi. Rồi bây giờ khi nào về nhà ngoại á thì là chồng có đi theo không? Dạ. Thấy trường hợp của tụi em á rất là căng. Cái này phải nói liền và tụi em phải hóa giải cái điều này liền. Đúng rồi. Chứ không là rất là nguy hiểm cho cái gia đình nhỏ này. Và cũng lại một lần nữa thì Vân cũng xin đứng ra, Vân xin phép để Vân được tâm sự một chút với gia đình nội ngoại hai bên. Đúng là cái chuyện này á, là hoàn toàn ông bà nội ngoại không ai có lỗi cả. Lỗi là do hai bạn này. Hai bạn này, cái tôi của hai bạn quá lớn. Thực ra mà nói á, nếu như lúc đó tụi em chỉ cần tịnh tâm suy nghĩ lại một chút xíu thôi thì là sự việc nó không đến nỗi căng thẳng mất 2 năm trời như vậy. Khi bạn đã lấy vợ rồi và vợ bạn bắt đầu có bầu rồi á, thì bạn không thể sống cho riêng mình được nữa, mà bạn phải sống cho cái gia đình nhỏ của bạn. Còn với bạn thì khi mà bạn bắt đầu sống cuộc sống ở trong gia đình chồng rồi, đúng không nè, thì mình sẽ phải cực kỳ khéo léo trong cái mối quan hệ giữa mẹ và chồng. Cách mà mình nói á, nó phải như thế nào đó, nó phải khéo léo. Vân muốn xin với lại hai bên nội ngoại á, là nhất là bên nội á, Vân nghĩ rằng đến giờ phút này khi mà các cháu nó hàn gắn lại được với nhau rồi thì Vân nghĩ là anh chị nên mở lòng chấp nhận cái mối quan hệ này, cái cuộc sống gia đình này. Bởi vì đầu tiên hết là con mình sẽ hạnh phúc, cháu mình sẽ hạnh phúc. Chứ còn nếu để tình trạng này tiếp tục á, thì lỡ nếu như mà các em không có vượt qua được, kể cả hai gia đình luôn á, thì đi đến chuyện đổ vỡ thì rất là phí và rất là tội cho cháu của mình. Thành ra là Vân mong là cả hai bên nội ngoại mở lòng ra để cho cái mối quan hệ này, cho cái gia đình nhỏ này phải được hạnh phúc. Bởi vì thực ra cái cô gái này đã bị thiệt thòi 2 năm rồi. Nhưng trước khi coi như là ba mẹ mình mở lòng thì mình cũng phải dễ thương, đúng chưa? Tức có nghĩa là bây giờ bên này tự nhiên bây giờ ẵm con về thăm bên nội mà không có con dâu, rồi ngược lại em ẵm con về thăm ông bà ngoại mà không có con rể, thì làm sao có được một cái tình cảm gắn kết lại, dạ, đúng không? Vợ em không về nó cũng có cái lý do. Thì lúc mà đi á, về nhà ngoại á, thì bên mẹ với vợ có nói chuyện qua bằng điện thoại. Nói chung thì vợ em thì cũng nhiều khi tính bỏ lọc chọc lắm. Nhiều khi nói đó chứ không có suy nghĩ mình đang nói cái gì.
nên nhiều khi cũng mặc cảm, bây giờ về nói chung cũng khó. Mẹ đang coi, em tưởng tượng mẹ đang coi trước mặt em nói cái lời gì chân tình nhất từ trong đáy lòng của em với mẹ. Nhiều khi em trực diện với mẹ em không nói được, nhưng bây giờ em đây, đây đi mẹ coi, mẹ sẽ thấy, mẹ sẽ hiểu. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Rồi vậy quá hay rồi. Rồi Thịnh nói gì Thành. Thịnh nói gì với bên gia đình ba mẹ vợ? Tụi con cưới nhau cũng được mấy năm thì giữa vợ chồng con cũng nhiều sóng gió, thì ba mẹ cũng có la có rầy, cũng góp ý, nhưng mà mỗi đứa thì cũng giữ cái tôi cho mình, đứa nào cũng lì cũng cứng đầu hết. Thì cũng qua chương trình này con chắc cũng chỉ có nói được một lời xin lỗi giữa ba mẹ hai bên gia đình, thì tụi con sẽ cố gắng, sẽ hàn gắn lại và sẽ cố gắng cải thiện cái bản thân mình để cho cái gia đình này sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nói thật lòng là em còn yêu vợ em không? Dạ có gì. Em còn yêu chồng em không? Dạ còn. Chỉ cần yêu đó thôi, chắc chắn cái tình yêu này là tụi em sẽ vượt qua được, và tụi em phải giữ. Khi mà em đã nói ra được cái điều này với mẹ là em đã nhẹ lòng rồi, cả hai đứa. Và chị chắc chắn là khi cha mẹ hai bên coi được những cái điều tâm sự của tụi em, cha mẹ sẽ hiểu và sẽ bao dung, sẽ bỏ qua hết tất cả mọi điều, nghe không? Và anh chỉ mong là sau ngày hôm nay, qua ngày mai, Thịnh sẽ nắm tay vợ mình và con mình về nhà thăm ông bà nội nghe em. Rồi xong rồi mình về thăm ông bà ngoại nghe em. Đó, hai đó. Vợ chồng phải đi cùng đi, ở cùng ở và thăm cùng thăm. Rồi, rất cảm ơn hai em và hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều đến với các em đều được thuận lợi như ý nha. Sau cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ, lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. Mà thực sự ra là ai nội công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn. Là đúng không? Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trọng Tú. Dạ em 35 tuổi, hiện ở nhà là kinh doanh nhà trọ ở Bình Dương chị. Thế còn em? Dạ em là Trần Thị Kim Liên, em nay 32 tuổi, em đến từ Bình Dương. Em ở nhà giữ mấy bé với lại đi phụ ông xã dạy võ. Phụ ông xã gì? Ông xã em dạy võ. Võ gì em? Dạ võ cổ truyền Việt Nam. Cổ truyền Vô Vina anh... hả? Dạ không, võ Thiếu Lâm. Thiếu Lâm mà cổ truyền của Việt Nam. Dạ. Bây giờ anh có một lời đề nghị nha. Bây giờ em biểu diễn giùm anh một vài thế được không? Dạ. Rồi bắt đầu. Dạ. Hi dò. Hay quá. Bây giờ hỏi võ sư nghe. Dạ. Lần đầu tiên Tú gặp bạn gái của mình là ở đâu? Tụi em biết nhau là nhờ người bà con mai mối. Ấn tượng đầu tiên thì em thấy cô này người gì mà sao mà trắng vậy, cừ có răng khểnh giống mình á. Mới gặp thì mình có hảo cảm rất nhiều, mình có thiện cảm. Còn em gặp ảnh sao? Cái gu của em nào giờ là phải dân thể thao hoặc là chơi bóng đá bóng chuyền. Tự nhiên xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kiến rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình, không lắm. Có cảm tình lúc đó chưa có thuận mắt luôn. Dạ đúng không? Ủa xí nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là em đã dạy võ chưa Tú? Dạ chưa có phơi nắng bởi vì trắng quá đúng không? Dạ. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ em vừa tròn 18. Em vừa tròn 18, còn Tú là 20. Dạ. Trời lúc nhỏ xíu à ha. Là cách đây là mười mấy năm rồi. 14. Tú ơi, em học võ từ khi nào? Nói chung là lấy vợ về rồi mới học, bắt đầu mình học võ. Lý do?
Nhiều khi mốt vợ có cầm chỗ trà dí thì cũng chạy kịp. Trời ơi, lý do là ghét không? Nguyên nhân đầu tiên là sợ vợ. Học vợ để tự vệ. Sợ vợ đối với hành. Vợ nãy có chi tiết là gì nè? Em phụ cho chồng dạy vợ là phụ dạ. gì? Hay em là cũng phụ dạy chồng dạy luôn? Dạ, dạy luôn? Cũng dạy luôn. Là em cũng biết vợ luôn? Dạ. Wow. Mà lý do gì em học vợ? Em thì em đam mê từ nhỏ rồi. Nhưng mà sau này lấy chồng về thấy ông xã đi học thì em xin đi học theo. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. Mà thực sự ra là ai nội công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn. À, đúng không? Dạ. Ủa mà lúc đó chưa nắm tay người ta, biết nắm tay người ta sao biết tay ta? Em mình? Nhìn qua cái bàn tay anh thấy bàn tay anh đẹp. Vậy thì làm sao mà hai bạn đến được với nhau? Không ưa mà, đã không thích mà. Nhưng mà qua nhiều lần tiếp xúc với lại là hai đứa có đi chơi, đi uống cà phê thì cảm thấy anh này chu đáo. Dạ, quan tâm dữ lắm. Cái gì tốt đẹp nhất thì đều nhường cho em hết. Nên là em thấy người này tốt với mình quá. Với lại cái động lực nhiều nhất của em là em cảm thấy gia đình bên anh Tú, ba mẹ rất là hạnh phúc. Dạ, nên là em cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Em muốn là một thành viên trong gia đình. Từ khi mà lúc tiếp xúc được với ba mẹ. Nhưng mà quen nhau lâu không rồi mới đám cưới? Dạ cũng lâu. Lâu à? 4 tháng. 4 tháng quá ha. Ôi 4 tháng trời lâu. Dạ chưa tính tháng mới đám cưới. Cách đây bao lâu rồi ta? Dạ 14 năm chị. Mà nó nghe nè. Dạ. Tình yêu mà có 4 tháng mà đã đám cưới luôn rồi. Vậy thì cái mức độ thân thiện của tụi em, cái mức độ mà gia chạm của các em là tới đâu? Đám hỏi xong. Là hai đứa thì mới được phép, thì lúc đó là làm đám xong rồi vô nằm nghỉ ngơi trong buồng. Thì lúc đó là mới va chạm nhẹ là ôm hôn. Ôm hôn thôi. Còn cái gì là để lại cho đêm tân hôn đúng không? Dạ. Vậy đêm tân hôn nó có đặc biệt không? Đêm tân hôn anh Tú làm lãng mạn lắm. Em thấy như trong phim, hoa hồng rải trên giường rồi nến thơm. Em nói trời, xong bước vô mở cửa vô cái phòng ngủ đẹp quá mà anh chuẩn bị đâu hồi nào á, em đâu có biết đâu. Với lại một cái đầm ngủ thiệt là đẹp để đó. Ảnh cầu hôn ngay trong đêm tân hôn. Ảnh nói bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa? Trời ơi, cứ ta rồi mà hỏi câu, hỏi một cái câu mà thiệt á. Hỏi cho con. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu bây giờ làm. Còn sao? Gì? Không lẽ trả nhẫn lại. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ tụi em được 4 bé. 4 đứa trời luôn trời. Lâu lắm rồi mới tên. Lâu lắm rồi chị mới tính nói câu đó đó. 4 đứa mà phọt đứa nào cũng ngon lành hết trơn vậy thiệt. Nhìn tụi em giống như mới cưới hồi hôm vậy đó. Dạ. Rồi đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ đứa lớn nhất là 10 tuổi, bé gái 10 tuổi rồi, 4 năm sau mới dạ, có con. Dạ, 4 năm sau. Năm 2008 em có một lần có em bé. Nhưng mà bị hư. Trời, lần đó em buồn khủng khiếp luôn mà. Cảm thấy mình y như là người vô dụng á. Tự nhiên mình có em bé mà mình không có giữ được á. Nhưng mà lý do tại là mình không biết hay sao? Mình biết là có em bé nhưng mà mình không có nhẹ nhàng, không có nghỉ ngơi nhiều á. Cảm thấy là y vào sức khỏe quá. Em bị tâm lý nhiều lắm luôn. Em cứ nói anh Tú thôi, bỏ em đi để tìm người khác sanh con cho anh, chứ em hư quá, có con mà em không giữ được á. Tối nằm cũng nằm ôm anh Tú ngủ mà khóc ướt áo ướt ngực ảnh hết. Sau đó là bao lâu rồi mới có đứa đầu tiên bây giờ? Dạ 2 năm. Thì cái cảm xúc của em lúc đó làm sao? Tháng nào hai chồng cũng canh hết trơn á. Thành ra là cái lần đó biết sớm quá, anh Tú mới nói thôi từ từ mình hả báo. Cái bé đầu kia là mình vui quá. Mình báo hết người này người kia rồi mình kiểu như là mình vui quá độ đi á. Cái mình nghĩ là nó không quá tốt. Dạ. Đúng không? Bây giờ mình cứ từ từ bé nó chắc chắn rồi mình sẽ thông báo cho ông bà. Thông báo cho bạn bè sau. Rồi bé đầu xong rồi bé tiếp tục là bao lâu mới có? Dạ em có liền luôn. Em không dám ra được cái ra hoài luôn. Dạ. Đúng rồi. 9 tháng sau á. Là ra nữa? Dạ. Rồi cái đứa thứ ba? Đứa thứ ba thì em cảm giác là ngưng lại thời gian là 2 năm. 2 năm? Dạ. Rồi cái bé thứ tư? Là 3 năm. Năm 1, năm 2, năm 3. Chưa có năm đại học. Còn giờ có tiếp nữa không? Em ngưng rồi. Anh Tú nói năm sau, 5 tuổi anh đẻ con gái Úc, nó ẩn tuổi cha tốt lắm á. Dụ em hoài. Có nghĩa là
ơi. Thêm nữa nữa là đặt tên là đại học. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái phần mà quan trọng đó chị. Anh chị ha, thấy hai vợ chồng này vui quá à. Đại hội vạch mặt đó, cái phần đó đó. Anh ấy có những cái tật xấu gì nè? Ông xã em thì em thấy ít tật xấu lắm. Nhưng mà có một chút xíu chơi game. Mê game. Dạ. Có hơi lớn tiếng với con một chút. Trong mắt em vậy là cảm thấy anh bây giờ là hoàn hảo. Thôi bây giờ tới em. Tới em đó, ừ. Bé Liên vợ em thì xấu ăn, xấu ngủ, xấu ở. Xấu ở là sao? Xấu ở là mỗi lần mà nhà cửa bời bộn, rồi đồ đạc để không đúng nơi, con cái thì nói chung là đi học giờ thì mấy bé để đồ đạc lung tung hết. Thì cằn nhằn trong nhà với em vậy đó. Cái đó là cái xấu ở đó. Xấu ăn là sao? Đói lên là phải hối thúc em. Xấu đói. Không ăn là quạo. Là xấu đói. Đói bụng là quạo luôn. Mà bà có giỏ nữa. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Mười mấy năm ở chung với nhau mà cái tật xấu mà hai người kể mà thấy có chút xíu, nó nhỏ nhoi quá, giờ sao đây? Thôi để coi. Vậy em muốn vợ em thay đổi gì không? Liên nấu ăn ok không? Gần đây thì nấu ăn ngon. Cười kìa, cười kìa. Cười có nghĩa là chắc cũng được thôi, đúng không? Có một lần là hồi đó mới cưới là em chưa có biết nấu ăn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời, em xanh lét mặt mày hết. Em nói anh ơi, hết rồi giờ sao anh? Rồi cái anh nói để anh xuống anh nấu 1 phút 30 giây xong xuôi hết. Vậy là Tú nấu ăn ngon. Dạ, nấu ăn ngon. Bưng lên cái ba mẹ ăn, ba mẹ nói y Liên bữa nay nấu ăn được cái ta. Ôi ơi. Ai ngờ đó. Đâu hai chồng ngồi cười tủm tỉm. Lần đầu tiên ba mẹ biết điều này. Bây giờ ba mẹ biết. Coi như là một bí mật giấu mười mấy năm bữa nay mới lòi ra. Rồi, nhưng mà giờ dâu đã nấu ăn được. Vậy sao giờ Liên muốn Tú thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ông xã em giữ gìn sức khỏe, ngủ đúng giấc, rồi ăn đúng giờ. Với lại có dạy con thì nhỏ nhỏ, đừng lớn tiếng với con nhiều quá. Thì Tú có mong Liên thay đổi gì không? Dạ, không có đâu. Vậy thôi đó hả? Giữ nguyên vậy đó hả? Giữ nguyên bổn cũ. Trời ơi, cái cặp này tôi nói thế là quá đặc biệt luôn á trời ạ. Mười mấy năm mà thứ nhất là nhìn phọt của hai anh chị giống như mới cưới hồi hôm. Đúng rồi. Anh bất ngờ á. Dạ. 4 đứa con rồi mà cái tình cảm á, mà nói với nhau á, cũng giống như mới cưới hồi hôn. Dạ. Thì á, chương trình chỉ biết là đầu tiên là cảm ơn tụi em từ Bình Dương lên đây tham gia chương trình, chia sẻ về cái hạnh phúc của mình. Sau đó là chỉ biết chúc tụi em cứ như thế hạnh phúc hoài như vậy thôi. Và cái lò vỏ ngày càng phát triển. Đúng rồi, càng nhiều môn sinh. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Dạ. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới rồi đó, chụp hình cưới. Tại anh thợ chụp hình á, anh kêu hôn hôn xích vô hôn hôn. Là do ông thợ chụp hình. Đó, ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Thôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn, đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm? Cho vợ một chậu lan. Thì có ra cũng trọng từ từ. Dạ cũng ra nhưng mà cũng xấu quắc nữa. Không, cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên thích nhất rồi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời đất ơi, cưng dữ vậy trời. Nhìn thôi là biết anh chồng này anh cưng vợ, quá anh lo lắng cho vợ rồi. Chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý khán giả. Em tên là Trịnh Thị Bích Tiên, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em đó là giáo viên. Dạ, em đến từ miền Tây, đến từ quê hương An Giang. An Giang, trời ơi, An Giang vậy đó, ừ. Đồng hương đồng của anh. Đồng hương. Mời em, tới em. Dạ, xin kính chào anh Quốc Hận và chị Hồng Văn. Em tên là Đỗ Văn Anh Trâm. Em đến từ Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang. Nghề nghiệp hiện tại của em là kỹ sư ba cùng của trực thuộc tập đoàn Lộc Trời. Đố em biết là gì, ba cùng là gì? Cùng ăn, cùng ở và cùng làm sống. Việc. Cùng làm, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân. Là coi như là kết luận là hai cái kia vô một cái thứ ba đó. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân, đúng không? Dạ, đó. Anh rất muốn nghe về cái chuyện là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao? Dạ, lần đầu tiên em gặp ảnh là ấn tượng cũng mấy tốt nữa. Lúc đó em là sinh viên của trường đại học, còn ảnh là làm bên
được cử là bên đoàn thanh niên để đi hỗ trợ là công tác tiếp sức mùa thi của cho mấy bạn sinh viên trường đại học An Giang. Vô tình em gặp ảnh, ảnh gặp em nhưng mà không thích đâu. Trời ơi, nó hội tụ những cái gì mà mình không thích không à. Thứ nhất đó là hồi trước là em không có biết gì về cái công việc của mấy anh ba cũng như em không có thích, cực kỳ không thích những cái người mà chạy cái xe mà có cái đuôi con ong ở phía sau á, với cái kính trắng chó ở phía trước, không có thích. Và thứ hai nữa là đen mà ốm nữa. Biết tên không? Biết tên luôn lúc dạ không thèm. Không biết sao anh có số điện thoại của em rồi cái nhắn tin với em nhưng mà cũng chảnh á, không thèm trả lời. Còn em thì sao? Thì khi mà được cộng tác chung với mấy các bạn sinh viên của trường đó, thì trong đó có vợ em, thì thấy thì vợ thì người giỏi, nói chung là vợ em được cái là gọi là cầm kỳ thi họa, thì mấy cái đó là vợ em chắc ăn là nó nhưng mà về giỏi. Nhan sắc lúc đó thì còn rồi cái nhan sắc của vợ thì lúc đó đẹp là em hợp luôn đúng không, nhìn là hợp liền đúng là không, ấn tượng đẹp về vợ đúng không, cũng suy nghĩ ở trong lòng đó chắc cũng khó cua lắm ạ. Rồi sao rồi em cua sao để cua được vợ á? Thì cũng nhắn tin rồi mời, giai đoạn đầu á thì chỉ là mời là đi uống nước thôi, xong bên cạnh hết cái chương trình đó tới thêm cái chương trình là du khảo về nguồn. Lúc này nè là em mới mời vợ, bên công ty của tôi á nó có cái chương trình du khảo về nguồn. Bạn có rảnh không, tôi mời bạn đi tham gia cũng trong ngày về. Từ cái dịp đó thì em mới đi không vợ đi. Rồi xong rồi cái việc đó đó mới biết là vợ thích cái gì, rồi vợ muốn cái gì, rồi lúc mới tìm hiểu rồi mới tặng đồ sao. Chứ ban đầu là chưa tặng đồ. Tặng gì? Dạ tặng cái này hết hồn nè. Tưởng đâu ghê lắm luôn á, ai ngờ đâu tặng cái cây móng rồng mấy xíu vậy. Mà sao mình cũng em lúc em không biết cây móng rồng, em nói mình trông coi nó bông đó à, sao chắc cũng đẹp lắm nè. Cái chăm sóc ngày đêm để ngay cửa sổ, tưới nước chăm bón cố cổ ra cái bông vậy thòn vậy mà cái bông tí xíu à, xấu ơi là xấu, lại càng ghét thiệt, lại ghét thêm, lại ghét nữa. Rồi từ đó tới sau mới thấy cũng vợ cũng không đồng ý, cũng không có thích cây quá, nên chọn là sau lại là tặng cho vợ một chậu lan. Thì có ra bông không? Từ từ dạ cũng ra nhưng mà cũng xấu quắc nữa. không cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên chết ngắt rồi. Thì bao lâu để em mới để ý lại anh này? Tại vì ngày nào cũng nhắn tin cho mình hết trơn á. Sáng cái buổi sáng vui vẻ, chưa ăn cơm ngon nghe, tối chút ngủ ngon, mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại trơn á. Nghĩa là dội tin nhắn đó. Dạ, rồi giọng. Cái bắt đầu mình thích, lúc đó em thích thì em trả lời, còn không thì không trả lời. Cái tự nhiên khoảng thời gian hơi lâu, tao mất tiêu luôn. Cái mình cũng thấy, ủa sao bình thường nhắn tin cho mình mà giờ không nhắn tin nữa. Bao lâu, mất tiêu bao lâu? Dạ mất tiêu khoảng 5 ngày. Ủa không lẽ mình chảnh quá không này, em nghĩ nhắn tin cho mình người ta. Điện thoại lại thì thuê bao nó. Rồi giận đổi số luôn chứ đâu. Ai ngờ đâu khoảng nửa tháng sau thì ảnh mới trả lời lại. Thì lúc đó mới được biết là do trong một lần anh đi công tác về tối anh bị tai nạn giao thông. Cho nên là nằm viện suốt khoảng thời gian đó luôn. Tại em vì lúc đó không có số điện thoại. Đợt đó là em đi công tác trên nhà máy hạt giống, nó cũng tối rồi, đi xa cái mình đuối sức á, buồn ngủ thì em té. Thì đợt đó té xong rồi em phải nhập viện cũng gần 10 ngày đến 15 ngày. Là em bị đứt lưỡi. Cái miên mạc ở dưới cái thành lưỡi á là nó bị khuyết vô luôn. Thì em phải đợt đó cũng nghỉ nói chuyện gần cái tuần lấy. Rồi lúc đó là em nằm ở trong bệnh viện 10 ngày. Dạ. Rồi lúc là không liên lạc gì với vợ. Không liên lạc gì với vợ. Nhưng mà khi em tỉnh lại thì sao? Khi em tỉnh lại thì em có cái người bạn thì cũng gành về di tính rồi kia. Nói bây giờ đợt rồi á tao có lưu số nghệ tao trong cái danh bạ. Đâu mày là có cách nào mà tao có đăng nhập về tài khoản Google đó, mày có cách nào mày tìm lại giùm tao không? Tức là tìm trên Zalo đó phải không? Dạ. Cái bạn nói mới hết thì mày lo cho mày đi, mày kiếm con ghệ mình chứ vậy. Cũng bạn cũng tốt, nó tìm ra nói rồi có nè, gửi qua. Từ đó mới cho vợ hay rồi tôi đi công tác công việc gì đó, rồi cái tôi bị tai nạn. Là lúc đó em mới có cảm tình đúng không? Dạ. Sau cái vụ đó bắt đầu có cảm tình với nhau. Dạ. Rồi cái cũng Tết đến em mới liên lạc với vợ, mời vợ qua nhà chơi để cho biết về nhà của em. Xong đợt đó mới hỏi ý kiến của vợ em, nói giờ đặc thù cái công việc của anh á, làm cho tập đoàn Lộc Trời gì đó thì nó xa nhà, ba mẹ anh ở nhà thì cũng đã ở ngoài 60 rồi, thì anh có ý định là sẽ cưới em, nếu mà em chấp nhận thì ba mẹ của anh qua để hỏi cưới em.
Vợ CD nghĩ lại thời gian sau vợ mới cho hay, không quyết định liền. Này, bao lâu thì em mới đồng ý là chấp nhận cái lời tỏ tình cầu hôn của anh? Dạ khoảng 1 tháng rưỡi. Rồi ông tỏ tình mình rồi. Ông tỏ tình mình xong ông có hôn mình không? Thôi ông này ông nhát lắm chị ơi. Là sao? Ổng có một lần ổng hôn mà có điều á, ông giả bộ chỉ mình bên kia xong ổng hôn. Rồi xong ông chạy đi, hỏi sao chạy đi vậy? Chạy đi đang chạy vô hôn nữa. À vậy là khôn quá trời vậy chứ. Là hôn má hay là hôn miệng? Dạ hôn má. Hôn má thôi đó. Nhưng mà là từ lúc mà ảnh tỏ tình cho đến lúc cưới nhau á, là các em cái tình cảm của em là nó tới đâu? Nó tới cái tai, tới má hay là tới cái môi? Dạ tới cái má, tại vì nói chung em cũng khó chịu lắm. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới đó chụp hình cưới. Tại anh thợ chụp hình á, anh kêu hôn hôn xích vô hôn hôn. Là do ông thợ chụp hình đó. Ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Thôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm hai đứa là yêu nhau trong sáng mấy năm trời rồi mới cưới? Dạ khoảng 1 năm rưỡi. Là lúc một đó hết rồi. Khi học xong rồi đi làm khoảng nửa năm rồi mới cưới. Rồi bắt đầu là cưới. Dạ. Cưới nay là nhiêu lâu rồi? Dạ gần 4 năm. Gần 4 năm rồi. Dạ. Sau khi cưới thì hai vợ chồng có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ thì nhìn chung là ảnh cũng phải đi làm suốt và nhiều khi ảnh phải ở lại trực cơ quan, cho nên là công việc ở nhà thì đa số là phải tự lo. Lúc đó là em làm ở dưới Long Xuyên á, em đi giải Long Xuyên á, cái bắt đầu là mới có chưa được 8 tháng nữa. Em nghĩ là em chưa có sanh, mà lúc đó em ở bên nhà mẹ đang tiện dễ đi lại đó. Cái bắt đầu tối em ngủ, tự nhiên là em đau bụng, em bị vỡ ói luôn. Cái là tức tốc là ba mẹ phải chở đi xuống Long Xuyên liền. Cái ba mẹ điện, bóp điện thoại lên, chùm ơi chùm, vợ con đẻ. Xong cái, alo, ba hả? Ủa vợ con đẻ hả ba? Cái ba em mới nói, ừ. Cái tắt máy ngủ thêm 2 tiếng nữa mới chạy ra. Gì đó hả? Ủa sao gì chùm, em lúc đó là em đang ngủ mê hay sao? Ngủ mớ đó. Em thì lúc đó em đi làm, do ban ngày thì em phải xuống nông dân rồi hỗ trợ cái bà con về cái kỹ thuật, rồi trao đổi đồng ruộng, rồi chiều về giống như một ngày làm việc nhưng nó mệt vậy đó. Nó đuối quá đúng không? Tối mình ngủ mình cứ nghĩ như vợ của mình thì nó cũng chưa đến ngày đến tháng để mà sanh. Thì tối ngủ thì ông ba ông điện cũng tầm 12 giờ đến 1 giờ rồi. Cái em cũng nghe, em cứ nghĩ là em nằm mơ rồi em mới ngủ nữa. Ông mệt quá. Rồi bây giờ tới cái lúc mà lấy nhau về nè, có loài tật xấu gì không? Dạ cũng kha khá. Bây giờ dạch chùm ra đi. Đó. Dạ thứ nhất đó là ảnh yêu công việc của ảnh quá trời yêu rồi. Cho nên đó là bớt thời gian yêu vợ lại. Tối về rồi thì thôi đi làm báo cáo hay là nhắn tin công việc gì nông dân điện rồi hồi mình ngủ mất tiêu. Bỏ qua. Mà thêm vụ này nữa, không bao giờ chịu thêm ăn. Em thì thích ăn ăn giặt, ăn hàng, ăn quán lề đường á. Thôi mệt lắm, đi làm một ngày mệt lắm rồi, đi về ngủ. Rồi bây giờ nè, không lãng mạn. Dạ. Bây giờ đi làm suốt, vợ ở nhà vậy ổng có ghen không? Không biết có ghen không, mà tự nhiên bữa nào cũng đi làm hay là đi họp thứ bảy gì. Alo, nãy thấy đi đâu á? Ai chở phải không? Đi với ai? Mà trong khi mình đang ngồi họp trong phòng á. Dạ. Tự suy diễn ra đúng dạ, không? Tự suy diễn. Ghen tưởng tượng là ghen hay là đón đầu. Tính em thì hay chọc dở lắm, tại vì thấy bên cạnh cái công việc thì quá trời nó nhiều việc rồi, ngoài cái chuyện gia đình ra phải cho nó vui vẻ hết. Tính em chọc nên gọi điện chọc vợ cho nó vui ấy. Mà thật ra là chứ rất là tin tưởng vợ. Quan tâm thì vẫn quan tâm rồi. Đó rồi mong muốn ông thay đổi gì? Dạ muốn ảnh đó là hãy tâm sự với em nhiều hơn chút xíu. Em cũng muốn biết về cái vấn đề này vấn đề nọ. Ảnh em hỏi sao anh không nói, cái ảnh nói là nói rồi mất công buồn thêm, nó có giải quyết được đâu. Mà thật sự ra nhiều khi mình không biết á, cái đó mình mới suy khó nghĩ chịu, nhiều hơn á. Với lại cái thứ hai nữa là nhiều khi á thì cũng gán ăn đi, dắt ta đi ăn thì không ăn nhiều thì ăn ít cho người ta vui, nghĩ sao không ăn luôn. Còn để vợ ăn không? Dạ. Hiểu được cái mong muốn của vợ không? Em không tâm sự là bởi vì em lo lắng, mình nói ra cái chuyện buồn không biết vợ mình có chia sẻ được không, nhưng không nói ra thì vợ lại càng lo lắng. Dạ. Đó. Rồi bây giờ tới phiên em, vợ em có tật xấu gì không nè? Vợ của em á thì chỉ có nấu đồ ăn là em ăn chưa được. Là tại vì đặc thù á là em xuống dưới cái công việc của em là làm bên Ba Cùng, thì xuống dưới nông dân á thì em thường em nấu ăn nè, em tất cả mọi việc em đều làm được. Bởi vì khi mà vợ nấu ăn thì nó không ngon bằng em nấu. Bởi vì chuyện bếp núc hay là nấu nướng là em hết. Tại vì em nấu ăn ngon. Dạ. Cho nên là em thấy cổ chưa
theo đúng cái chuẩn của mình chứ không phải là cổ nó ăn dở. Dạ. Thêm cái nữa là vợ thì thích ca hát đi ăn vặt, còn em thì đi làm hàng ngày rồi tới những cái việc đó thì em cũng như nó hơi mệt chút vậy đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Về cái đề xuất cho sắp tới thì mong muốn là vợ em là săn sóc ba mẹ bên em cho nó tốt hơn, nuôi dạy con. Còn cái việc kinh tế hay là đi làm những chuyện bên ngoài thì em lo hết. Để anh lo. Dạ. Nói chung là bây giờ tụi em cũng đang là trẻ mà đứa nào nấy trẻ quá trời luôn. Mọi thứ đều mới bắt đầu. Bây giờ thành ra cái nhiệm vụ của tụi em nó bị nhiều thứ quá. Vừa làm nè, vừa chăm con nè, vừa chăm cho cha mẹ nè, đúng không? Cho nên bây giờ tụi em là phải học cái mà phân bổ thời gian một cách cực kỳ khoa học. Em phải tính, ví dụ như bây giờ mình đi làm vậy thì mấy giờ mình sẽ phải thức dậy để mình lo hết được mọi thứ xong. Rồi chiều về là bắt đầu là mình hốt hụi chót, đúng không? Chứ giờ chồng mình thì cái công việc, đặc thù công việc nó quá cực, gian nắng suốt ngày cực lắm. Dạ. Chứ mình dạy học trò mình còn được ở trong phòng chứ. Còn chồng mình là suốt ngày ngoài ruộng. Cho nên mình phải hiểu cái đặc thù công việc của chồng mình để biết được cái sức của chồng mình đó, kham như thế nào là nổi. Được không? Đó đại khái là như vậy thôi. Tụi em phải tự sắp xếp với nhau. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng của Chum đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.